Tuy nhiên thì do cái máy này của cô là bữa nay cô tháo mất cái hệ điều hành Win rồi, nên cô không có tải được cái phần mềm hỗ trợ kê khai cho các bạn. Mà cô sẽ giới thiệu cho các bạn là trên cái phần mềm hỗ trợ kê khai thì chúng ta sẽ có một cái biểu mẫu ha. Đâu đây? Chúng ta sẽ có một cái mẫu thuế 01 thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Đây là một cái biểu mẫu là chúng ta sẽ kế toán sẽ phải nộp lên cho cơ quan thuế, tức là tờ khai về thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Thì cái tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt này, đây là mẫu số 01 thuế tiêu thụ đặc biệt, nó được ban hành theo cái thông tư là bị cũ rồi các bạn ha. Chắc là cái thông tư này cô tải là nó bị cũ rồi, nhưng mà đại loại là những cái thông tin về tờ khai thì nó sẽ gồm có là thông tin của người nộp thuế, rồi mã số thuế, địa chỉ, quận, huyện, rồi thông tin của đại lý thuế nếu có. Thì các em hình dung là mỗi doanh nghiệp thì sẽ được cơ quan thuế quản lý bằng cách là khi mà đăng ký hoạt động kinh doanh thì họ sẽ được cấp một cái mã số thuế, và mỗi doanh nghiệp thì sẽ được quản lý bằng cái mã số thuế. Và bây giờ thì cái việc nộp những cái tờ khai này, trước đây thì kế toán là phải lập bằng tay, lập bằng Excel rồi sau đó là sẽ mang đến cơ quan thuế nộp, nhưng hiện nay thì đã có phần mềm hỗ trợ kê khai, sau đó thì chúng ta chỉ ngồi trên máy tính, làm việc trên máy tính và sau đó sẽ nộp trực. Nào, hôm nay chúng ta sẽ đi vào nào, nội dung. Các bạn chưa thấy à? Những bạn khác thì sao? Thấy rồi cô ơi. Bạn nào không thấy thì chắc là bị lỗi gì của đường truyền thôi, chứ bên của cô thì cô vẫn đang chia sẻ bình thường nha. Nếu mà bạn nào không thấy thì các bạn có thể thoát ra và các bạn đi vô lại một chút cũng được. Chứ bên cô thì nó vẫn bình thường nên cô không biết làm sao hết ạ. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ thuế giá trị gia tăng. Nhưng mà tên gọi của nó không phải là thuế giá trị gia tăng ạ, mà là thuế doanh thu. Thuế doanh thu tức là nhà nước kiểm soát nó trên bất kể các cái ngành nghề nào, hàng hóa, dịch vụ nào, khi mà bán có doanh thu thì đều phải tính thuế. Nhưng mà sau một thời gian thì thuế giá trị gia tăng, thuế doanh thu đó nó đã bộc lộ một cái nhược điểm, đó là gì ạ? Thuế trùng thuế. Ví dụ như khi mà thời xưa trước đây nhà nước đánh lên thuế doanh thu là các bạn đi mua một cây bút từ doanh nghiệp, các bạn đi mua nguyên vật liệu về, các bạn sẽ phải nộp thuế nguyên vật liệu. Sau đó về các bạn sản xuất ra cây bút, các bạn bán cho nhà phân phối thứ nhất, thì khi mua cây bút ở cái quá trình đó cũng bị đánh thuế, và nhà phân phối lại bán cho cấp 2 cũng tính thuế. Và cứ như vậy thì cứ có doanh thu là tính thuế, nó dẫn tới hiện tượng là thuế chồng thuế. Và sau này thì cái thuế doanh thu này nó bộc lộ cái hạn chế rất là cao, rất là rõ ràng. Như vậy thì nhà nước của chúng ta đã ban hành luật thuế giá trị gia tăng, và cái luật thuế này được ban hành vào ngày qua cái kỳ họp 11 năm 1997 của Quốc hội ạ. Tuy nhiên thì đến năm 1999, cụ thể là ngày 1 tháng 1, thì thuế giá trị gia tăng mới được ban hành các bạn ha. Và từ đó đến nay thì luật thuế giá trị gia tăng nó được ra đời và cũng tiếp tục được hoàn thiện để cho nó phù hợp với cơ chế của thị trường cũng như là sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Như vậy ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái thuế giá trị gia tăng. Cũng giống như thuế tiêu thụ đặc biệt thôi ạ. Chúng ta cũng vẫn phải biết nó, thuế giá trị gia tăng là gì, nó có đặc điểm vai trò gì, và quan trọng hơn thì cô muốn các bạn đó là xác định được cho cô cái căn cứ tính thuế giá trị gia tăng. Và các bạn có thể nhìn vào một cái nha, sau đó thì các bạn nhìn vào một cái thông tin của doanh nghiệp thì các bạn có thể xác định cho cô được rằng là à, như vậy với những cái thông tin như vậy thì doanh nghiệp này có cái nghĩa vụ về thuế giá trị gia tăng như thế nào. Thì đó là những cái thông tin mà các bạn cần phải đạt được đối với cái nội dung buổi học ạ. Cô hỏi một xíu ha, bên ngoài cái màn hình của các bạn á, khi mà có bạn nào đang on bằng laptop không ạ? Có, dạ có. Khi mà bằng laptop ấy, thì cái màn hình slide của cô hiện lên á, và cái màn hình mà tham dự lớp của các bạn ấy là nó có hiện, tức là nó hiện bài giảng cô lên, và bên cạnh nó có hiện thông tin tin của các bạn không? Dạ, bây giờ thì có con. Thế hôm nay cô chụp màn hình, nhưng mà bên của cô thì nó lại không có hiện. Nếu mà cô chiếu thì cô chỉ thấy có mình slide của cô thôi à? Bây giờ đang thấy nè cô.
Ừ, đang thấy nhưng mà nó là màn hình của các bạn. À, nhưng cô vẫn chụp mà. Còn nhiều cái như thế này được. À, cô nhờ một bạn chụp cho cô một cái màn hình, lát nữa khi mà cô chiếu slide mà một bạn chụp cho cô một cái màn hình ha. Ờ, Nguyên ơi, Nguyên có đang on bằng Nguyên có đang on bằng laptop không ạ? Dạ không ạ. Rồi, có ạ. Cùng Như đang on bằng cái gì? Rồi, như vậy chúng ta sẽ bắt đầu đi vào nội dung của thuế giá trị gia tăng ha. Bài ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu trong chương 3 này, chúng ta sẽ tìm hiểu trong vòng 2 buổi ạ, như vậy là khoảng 10 tiết. Trước hết thì chúng ta sẽ đi về phần tổng quan thuế giá trị gia tăng các bạn nhé. Và các bạn lưu ý rằng là trong cái thời gian này học online á, thì có những cái tài liệu mà cô gửi thì các bạn có thời gian các bạn cũng tranh thủ các bạn đọc trước đi, rồi chúng ta học nó sẽ dễ dàng hơn ạ. Có, bởi vì thuế cái bản chất của nó là văn bản luật nên có những thông tin, có những cái nội dung thì các bạn phải chịu khó đọc thì các bạn mới nắm được. Còn trong cái thời gian thảo luận trên lớp thì cô sẽ đưa vào những vấn đề chính mà các bạn cần các bạn nhớ đến. Còn những cái nội dung khác thì các bạn phải chịu khó đọc ha. Vâng. Như vậy thì thuế giá trị gia tăng nó được định nghĩa là gì ạ? Nó là thuế gián thu dựa trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Nó khác với nó với thuế tiêu thụ đặc biệt, cùng là thuế tiêu dùng các bạn ha. Tức là đánh trên những cái hàng hóa mà tiêu dùng thông thường. Đây là những cái hàng hóa mà khi phát sinh ra tiêu dùng thông thường. Nhưng mà sao ạ? Các bạn hình dung cho cô đó là gì? Nó là thuế gián thu, các bạn lưu ý ha. Đây là thuế gián thu ạ. Như vậy thuế gián thu mà chúng ta đã học rồi. À, thuế gián thu thì nó sẽ đối tượng mà chịu thuế và cái đối tượng nộp thuế. Đối tượng nộp thuế và cái gì ạ? Và đối và cái người mà chịu thuế á, thì là hai cái đối tượng khác nhau. Như vậy thì thuế gián thu này và thuế tiêu thụ đặc biệt nó là hai cái loại thuế gì ạ? Đặc trưng cho thuế tiêu dùng. Và anh này thì sao ạ? Là thuế gián thu nhưng mà nó lại thu trên gì ạ? À, nó thu trên giá trị tăng thêm các bạn nhé. Sau khi các bạn học xong cái buổi này thì các bạn sẽ thấy bình thường chúng ta nhìn như vậy nhưng mà nó chỉ thu trên cái giá trị tăng thêm thôi của hàng hóa dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông và đến tiêu dùng. Như vậy là à từ sản xuất tôi cũng chịu thuế và cho đến lưu thông và đến tiêu dùng cuối cùng. Và tiêu dùng cuối cùng ở đây thì sẽ là ai ạ? Là người tiêu dùng các bạn ha. Trước đây thì các bạn thấy ví dụ sản phẩm A này, sản phẩm A này khi mà đi đến nhà phân phối cấp 1, phân phối cấp 2 và đến người tiêu dùng. Và đây để đây là một cái công ty sản xuất về A ha. Thì đi mua nguyên vật liệu về thì lúc này là người gì ạ? À, thuế doanh thu là nhà nước sẽ đánh trên gì ạ? Cứ bán hàng có doanh thu thì tôi sẽ đánh thuế trên cái doanh thu đó. Như vậy khi mà bán nguyên vật liệu này, nhà cung cấp nguyên vật liệu có doanh thu thì sẽ nhà nước sẽ đánh thuế trên doanh thu đó. Và khi mà công ty này sản xuất ra sản phẩm A bán cho nhà phân phối cấp 1 thì tại đây cũng sẽ tính trên cái doanh thu này. Tôi gọi đây là doanh thu 1. Và tiếp ở cái giai đoạn 2 này có tạo ra doanh thu 2, nhà nước cũng đánh thuế trên doanh thu 2 và tại đây là doanh thu 3 cũng đánh thuế trên giai đoạn này thì lúc này nó bộc lộ ra một cái hạn chế đó là gì ạ? À, nếu mà cứ đánh cứ nộp ở đây thì tôi cũng đã nộp một phần ở nguyên vật liệu này rồi. Và tương tự như vậy ở doanh thu 2 này thì tôi cũng đã nộp một phần thuế ở giá trị gia tăng rồi. Và đây cũng vậy và dẫn đến là hiện tượng thuế chồng thuế và cho đến cái giai đoạn này thì thuế nó đã chồng qua rất nhiều giai đoạn. Và chính vì vậy thì anh thuế giá trị gia tăng này đã được ra đời và áp dụng từ năm 1999 nhằm để hạn chế cái gì ạ? Cái sự thuế chồng thuế của cái thuế doanh thu. Và nó chỉ đánh trên giá trị tăng thêm thôi. Thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn qua về cái phần thuế giá trị tăng thêm ha. Rồi. À, thuế doanh thu thì nó có nguồn gốc từ thuế giá trị gia tăng thì nó có nguồn gốc từ thuế doanh thu ạ. Và được người ta nói sao ạ? Được nghiên cứu và áp dụng nhằm khắc
phục những cái hạn chế của thuế doanh thu, là thuế doanh thu thu vào mỗi giai đoạn sản xuất, lưu thông sản phẩm hàng hóa đi từ khâu nguyên vật liệu cho đến sản phẩm hoàn thành và cuối cùng là giai đoạn tiêu dùng. Như vậy thì các bạn lưu ý là gì ạ? Cái anh thuế giá trị gia tăng này này, nó khác so với thuế tiêu thụ đặc biệt. Nếu như mà thuế tiêu thụ đặc biệt của tôi là gì ạ? Thuế tiêu thụ đặc biệt của tôi. Rồi, nếu như thuế tiêu thụ đặc biệt của tôi đây ạ. Tôi là một cái công ty X, tôi sản xuất ạ và tôi bán hàng cho nhà phân phối cấp 1, tôi bán cho phân phối cấp 2 và tôi đến cuối cùng là giả sử đây là người tiêu dùng thì thuế nó chỉ đánh trên giai đoạn này thôi ạ. Đó là thuế tiêu thụ đặc biệt. Và tôi giả sử công ty X này phải sản xuất ra cái sản phẩm mà chịu thuế tiêu thụ đặc biệt các bạn ha. Nhưng mà thuế giá trị gia tăng thì sao ạ? Thuế giá trị gia tăng thì tại khâu này cũng có sẽ tính thuế và tại đây cũng tính thuế ạ, và tại đây cũng tính thuế, và cái người chịu cuối cùng là người tiêu dùng. Nhưng sao ạ? Nhưng thực ra ở mỗi giai đoạn này nó chỉ tính ở cái gì ạ? Nó chỉ tính ở trên giá trị tăng thêm thôi các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái đặc điểm, sau đó thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn về cái giá trị tăng thêm ạ. Rồi cái đặc điểm đầu tiên của thuế giá trị gia tăng thì chúng ta không phải bàn cãi gì nữa. Nó là thuế gián thu, có phạm vi đối tượng thu thuế rộng các bạn ha. Là thuế gián thu, như vậy thì đối tượng, cái người nộp thuế, theo các bạn thì cái người nộp thuế giá trị gia tăng này là ai ạ? Bạn nào đang on bằng laptop, cô nhờ các bạn chụp cho cô cái màn hình này lại nhé. Chụp full hết cái màn hình á. Rồi, cái đặc điểm đầu tiên đó là thuế gián thu, thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu. Thì theo các bạn là thuế gián thu này, thì ai là người nộp thuế và ai là người chịu thuế ạ? Các bạn nói cụ thể về thuế giá trị gia tăng nhé. Dạ, theo em người nộp thuế là các doanh nghiệp, các tổ chức bán hàng hóa dịch vụ. Còn người chịu thuế là người tiêu dùng. Bán hàng hóa dịch vụ gì ạ? Dạ, kiểu như là bán ra hàng hóa dịch vụ mà người tiêu dùng người ta mua về để người ta... Nhưng mà hàng hóa dịch vụ đó thì phải thế nào ạ? Dạ, hàng hóa dịch vụ đấy nó chịu thuế giá trị. Dạ. Đúng. Tức là rồi em nói là cái người nộp là người nào ạ? Em dạ, các doanh nghiệp, các tổ chức. Các doanh nghiệp, các tổ chức ha? Dạ. Mà có sản xuất, có kinh doanh hàng hóa và dịch vụ mà chịu thuế đúng không? Dạ. Thế còn ai là người nộp thuế ạ? Cô xin lỗi, ai là dạ, người chịu thuế ạ? Người chịu thuế là người tiêu dùng ạ. Người tiêu dùng hay là người mua các bạn ha? Như vậy bạn nữ nói đúng rồi. Như vậy thì cái đặc điểm đầu tiên ở đây là gì ạ? Thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu. Nó có cái phạm vi thu thuế khá là rộng, cái phạm vi đối tượng thu thuế khá là rộng. Bạn nào biết tại sao nó lại rộng không ạ? Các bạn biết tại sao cái phạm vi đối tượng thu thuế của cái anh này lại rộng? Và cụ thể ở đây thì rộng hơn so với thuế tiêu thụ đặc biệt đó các bạn. Thưa cô, là do nó đánh trên các mặt hàng thiết yếu ạ. Đúng rồi, các mặt hàng thiết yếu, mà cái nhu cầu của những cái mặt hàng thiết yếu này thì các bạn thấy sao ạ? Người có thu nhập cao hay người có thu nhập thấp thì nó cũng đều phải cần sử dụng ạ. Ví dụ các bạn không cần nhìn đâu xa, chúng ta chỉ nhìn vào những cái sản phẩm về ăn uống, may mặc, những cái dịch vụ, rồi những cái dịch vụ thiết yếu hàng ngày. Thì sao ạ? Ai cũng có cái nhu cầu đó, dù tại một cái nền kinh tế mà có tăng trưởng hay là nền kinh tế có rơi vào cái thời kỳ mà khủng hoảng thì cái nhu cầu đó vẫn là cái nhu cầu thiết yếu. Như vậy thì người ta tiêu dùng rất là nhiều, người ta tiêu dùng rất là nhiều, và khi tiêu dùng thì sẽ tính thuế giá trị gia tăng. Như vậy thì các bạn, đó là cái đặc điểm đầu tiên ha. Bắt nãy là bạn nào phát biểu đó? Dạ em Nguyên ạ. Nguyên với bạn nào nữa ha? Dạ Ngô Thị Thanh. Bạn Nguyên với cả bạn Thanh. Chắc cuối tuần này thì cô với đưa cái danh sách mà điểm danh rồi danh sách phát biểu lên thì các bạn kiểm tra nhé. Thì bữa giờ cô cũng chưa có đưa lên hệ thống được. Rồi, như vậy thì đó là cái đặc điểm đầu tiên mà chúng ta cần chú ý đến. Thuế gián thu thì các bạn phải nhớ từ cái chương 1 rồi ha. Sau này rất nhiều những cái câu trắc nghiệm các bạn sẽ
sử dụng đến nó đấy. Rồi tiếp theo là gì ạ? Thuế giá trị gia tăng nó chỉ thu vào cái giá trị tăng thêm của hàng hóa và dịch vụ. Thì các bạn nhìn lên đây ạ. À, người ta có một cái định nghĩa là gì ạ? Cái giá trị tăng thêm ấy, hoặc là người ta gọi là giá trị gia tăng, nó là một cái giá trị mới được tạo ra trong một cái chu trình sản xuất. Các bạn chỉ hình dung như thế này thôi. À, ví dụ như là các bạn đi mua một cái điện thoại với cái giá là 10 triệu và sau này, cô đang giả sử thôi nhé, chứ chắc là nó cũng không có như vậy. Các bạn đi mua một cái sản phẩm với giá là 10 triệu và sau này các bạn lại đi bán lại. Các bạn đi bán lại đi mua về xong có thể một người nào đó thích hơn, các bạn bán lại với giá là 12 triệu. Thì lúc này cái giá trị mà gia tăng hay còn gọi là cái giá trị tăng thêm mà các bạn có được là bao nhiêu ạ? Sẽ là 2 triệu các bạn ha. Như vậy thì có hai cách, có hai cách để người ta xác định được cái giá trị tăng thêm của một cái sản phẩm hay là của một cái quá trình. Đó là gì ạ? Cái cách tiếp cận thứ nhất nó là cách tiếp cận là về trực tiếp, là người ta dựa vào cái tiền công cộng với lợi nhuận, tiền công cộng với lợi nhuận. Và cái cách thứ hai đó là giá trị gia tăng thì sẽ được xác định bằng là tổng giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra trừ đi tổng giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào tương ứng. Tuy nhiên thì cái cách đầu tiên nó sẽ chính, nó đảm bảo chính xác hơn đấy, nhưng mà rất là khó để mà xác định được cái này ạ, tức là rất là khó ạ. Bởi vì sao ạ? Thuế giá trị gia tăng này, để các bạn biết là khi nào người ta mới xác định được lợi nhuận ạ? Các bạn biết khi nào ạ? À, khi nào thì xác định được lợi nhuận ạ? Khi nào các bạn ha? Khi nào thì chúng ta với thường trong một doanh nghiệp hay trong một đơn vị thì khi nào các bạn mới xác định được lợi nhuận? Tức là tại một cái thời điểm biết ạ, khi bán ra đã thu, Linh vừa nói là bán ra thu được lợi nhuận đúng không? Thế câu hỏi Linh bây giờ em có một cái ở trong doanh nghiệp của em, trong ngày hôm nay em bán ra được một lô hàng 100 sản phẩm đi. Liệu rằng là em có xác định được cái lợi nhuận trong ngày hôm nay không? Các bạn bán hàng, các bạn thu tiền về thì nó là cái gì ạ? Các bạn bán hàng thu tiền về thì đó là cái gì của các bạn ạ? Doanh thu. Nó là doanh thu thôi. Và để mà đi đến lợi nhuận thì chúng ta phải có cái gì ạ? Để đi đến lợi nhuận thì các bạn phải có cái gì? Các bạn có rồi. Chúng ta có lợi nhuận thuần của chúng ta là sẽ bằng gì ạ? Doanh thu trừ đi cái gì? Trừ đi gì ạ cả lớp? Dạ, chi phí. Đúng rồi, trừ đi chi phí. Như vậy thì để đến cái anh lợi nhuận này phải có doanh thu trừ đi chi phí. Và như vậy thường thì phải đến cuối kỳ, cuối một cái kỳ kế toán chúng ta mới có thể xác định được cái lợi nhuận của doanh nghiệp ạ. Đó là thường là gì ạ? Cuối tháng, cuối quý hoặc là cuối năm, thì tại cái thời điểm cuối kỳ thì chúng ta mới xác định được cái lợi nhuận. Như vậy nếu như mà giá trị tăng thêm này nó sẽ xác định bằng tiền công cộng với lợi nhuận thì rất là khó, nếu xác định như vậy thì rất là khó. Như vậy sẽ nhà nước sẽ không thể nào mà huy động kịp thời được cái nguồn thu vào ngân sách của nhà nước nếu như chúng ta tiếp cận giá trị gia tăng theo cái cách tính là tiền công cộng với lợi nhuận này các bạn ha. Như vậy người ta đã xác định được cái cách tính thứ hai, đó là giá trị gia tăng sẽ bằng là tổng giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra trừ đi tổng hàng hóa dịch vụ mua vào tương ứng. Như vậy tôi giả sử như là tôi đã đi mua tôi đi mua vào một cái sản phẩm này với giá là 100 đô. Và lúc này tôi bán ra với giá là 300 đô. Thì lúc này tôi sẽ có cái giá trị gia tăng của trường hợp này là 200. Thì nó xác định sẽ là nhanh gọn hơn. Và cái mục đích mà xác định nhanh gọn hơn này để làm gì ạ? Để nhà nước có thể huy động được kịp thời cái nguồn thu cho ngân sách của nhà nước. Thì như vậy thì sau này các bạn thấy rằng là thuế nó chỉ đánh trên cái giá trị gia tăng thôi ạ. Rồi các bạn nhìn lên đây. Đặc điểm, với cái đặc điểm mà tính trên giá trị gia tăng thì cô lấy một cái ví dụ minh họa như thế này ạ. Một hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất là 10%, cô đang giả sử như vậy ha. Qua các khâu như sau, giả định rằng cái khâu sản xuất là tạo ra cái giá trị gia tăng là 10%, tức là ban đầu chưa có cái gì ạ. Tôi giả sử là trong quá trình sản xuất tôi tập hợp mọi thứ lại, tôi tạo ra một cái giá trị đó là 100 ạ, giá trị gia tăng là 100. Và lúc này thì sao ạ? Lúc này là khâu đầu tiên tôi có giá trị gia tăng là 100 thì thuế giá trị gia tăng nó chỉ đánh trên cái phần giá trị tăng thêm thôi. Như vậy 10% nó sẽ tính trên cái gì ạ? Lúc này giá trị gia tăng là 100 này thì 10% ở đây ạ, thuế 10% nhân với 100 thì các bạn sẽ có cái thuế của giai đoạn thứ nhất là bằng bao nhiêu các bạn?
các bạn sẽ có thuế giá trị gia tăng ở giai đoạn đầu tiên này sẽ là bằng 10. Rồi như vậy ở giai đoạn tiếp theo ạ, nhà phân phối cấp 1 này, tôi mua ở cái giai đoạn thứ hai này, tôi bán cho nhà phân phối cấp 1 với giá trị là 120, với cái giá là 120. Thì lúc này tại cái giai đoạn này chúng ta có là gì ạ? Mua với giá là một cái ban đầu là 100 và bán ra với cái giá là 120, thì giá trị tăng thêm ở cái giai đoạn thứ hai này ạ. Cái giá trị tăng thêm ở cái giai đoạn thứ hai này, các bạn thấy sao ạ? Nó sẽ là 20, bởi vì ban đầu là 100 này, sau khi mà bán với cái giá là 120 thì chúng ta sẽ có giá trị tăng thêm là 20, và thuế giá trị gia tăng 10% của 20 sẽ bằng 2. Rồi tiếp theo đến giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba là gì ạ? Tôi mua về với giá là 120. Tôi bán với giá là 130. Như vậy thì cái giá trị tăng thêm mà chúng ta vừa tính theo cái cách thứ hai đó, nó sẽ bằng gì ạ? Bằng tổng cái giá trị mà hàng hóa dịch vụ bán ra là 130 trừ đi tổng giá trị hàng hóa mua vào là 120. Như vậy thì tôi sẽ có giá trị tăng thêm trong cái khâu này là 10. Và như vậy thì thuế, tiền thuế mà tôi phải nộp là gì ạ? 10% nhân 10 là bằng 1. Rồi, như vậy các bạn nhìn, các bạn cộng lại cho cô ạ. Các bạn cộng lại như cô cho cô thì tổng thuế giá trị gia tăng trong giai đoạn này là bao nhiêu ạ? Tổng thuế giá trị gia tăng trong giai đoạn này bằng bao nhiêu các bạn? Tổng thuế giá trị gia tăng chúng ta có được trong ba cái khâu này bằng bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu cả lớp? Dạ bằng 13. Bằng 13 thôi. Vậy vì đây là cái phần này cô đã tính rồi ha, thuế nó sẽ bằng 10%, các bạn cứ nhân lên với cái này. Giai đoạn đầu tiên sẽ là 10% nhân với 100 bằng 10 ạ. Thứ hai là 10% nhân 20 bằng 2. Tiếp theo là 10% nhân với 10 thì bằng 1, bằng 13. Như vậy thì trong các cái khâu này, thuế giá trị gia tăng nó chỉ tính trên giá trị tăng thêm thôi. Thứ nhất cụ thể và cái thuế cuối cùng phải nộp cho nhà nước thì nó bằng từng khâu này cộng lại với nhau là 13. Nhưng các em xem, người tiêu dùng cuối cùng mua với giá là bao nhiêu đây ạ? Người tiêu dùng cuối cùng mua với giá là 30. Như vậy các bạn sẽ xét theo cái khâu mà người tiêu dùng ha. Như vậy thì người tiêu dùng mua với cái giá là 130. Mà các em thử lấy 130 này nhân với bao nhiêu ạ? Nhân với 10% thì nó sẽ bằng là 13. Như vậy thì người tiêu dùng sẽ phải trả là gì ạ? Người tiêu dùng sẽ phải trả tiền 130 và gì ạ? 13.000 thuế. Như vậy chúng ta sẽ thấy người tiêu dùng sẽ phải trả bao nhiêu ạ? Sẽ phải trả là 143. Và cái này, hai cái này nó bằng nhau. Như vậy thì dù thuế giá trị gia tăng nó đánh ở từng phần tăng thêm trong cái khâu từ sản xuất đến lưu thông và đến tiêu dùng cuối cùng, và cái người, cái bản chất cái người cuối cùng chịu thuế vẫn là ai đây các bạn? Vẫn là người tiêu dùng các bạn ha. Các bạn thử cộng xem, đây là toàn bộ cái thuế ở cái khâu này này, ở các khâu này phải chịu này. Anh này là 10 này, anh này là 2, anh này là 1. Nhưng mà tổng của ba cái này nó chính là bằng cái thuế cuối cùng mà người tiêu dùng phải nộp. Như vậy thuế giá trị gia tăng nó đánh ở các khâu nhưng người tiêu dùng cuối cùng vẫn là nộp. Bởi vì sao ạ? Bởi vì rất khó để nhà nước kiểm soát được là ai là người tiêu dùng cuối cùng. Anh đi mua về, anh đi mua về ạ? Công ty này đi mua về, nhưng mà chắc gì đã biết là công ty này mua về để tiêu dùng ạ? Họ mua về rồi họ lại mua qua bán lại. Như vậy chính vì vậy, để kiểm soát được cái việc mà tránh thất thu về thuế thì nhà nước sẽ đánh qua mọi giai đoạn. Và thực tế thì ở các giai đoạn thì chỉ là người bán thu hộ tiền thuế và nộp lên cho nhà nước thôi các bạn ạ. Nhưng người tiêu dùng cuối cùng mới là người chịu thuế. Thì đó là cái đặc điểm thứ hai các bạn ha. Rồi cô nhờ một bạn nào đấy chụp cho cô cái slide màn hình này ạ. Ở chúng ta đi đến cái đặc điểm thứ ba, đó là gì ạ? Có tính trung lập. Thì đối với thuế giá trị gia tăng này, có tính trung lập thì cả lớp hiểu cho cô như vậy nhé. Tức là thuế giá trị gia tăng này nó có tính trung lập rất là cao. Đó là nó thể hiện là bởi vì là thuế giá trị gia tăng nó không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ạ. Bởi vì về bản thân của thuế giá trị gia tăng này, nó không phải là một chi phí của doanh nghiệp đâu các bạn. Doanh nghiệp chỉ là thu hộ thôi. Ví dụ như tôi đang tính như thế này ạ. Tôi đang giả sử ha. Tôi đang giả sử ở đây doanh nghiệp của tôi là, tôi là người bán đi ha. Tôi là công ty, tôi là công ty X.
Bây giờ tôi bán sản phẩm, tôi bán sản phẩm là 100 đồng. Rồi, thuế giá trị gia tăng là 10%. Thì lúc này tôi sẽ phải thu của khách hàng là gì ạ? 100 đồng tiền hàng và 10 đồng tiền thuế. Và tôi sẽ thu về 110. Nhưng mà thực tế không phải là 110 này là doanh thu của tôi đâu. 110 này là 10 đồng này. Tôi nộp lên cơ quan nhà, tôi nộp lên cơ quan thuế. Như vậy tôi chỉ thu hộ từng người tiêu dùng mà để tôi nộp lên cơ quan nhà nước thôi. Nếu như mà đầu vào giả sử tôi cũng có nộp thuế thì tôi sẽ được khấu trừ đi phần đầu vào và số còn lại tôi phải nộp lên cho cơ quan nhà nước. Như vậy thì cái thằng thuế này nó không hề ảnh hưởng đến nó không hề ảnh hưởng đến đến cái giá của cái sản phẩm đó, tức là nó không ảnh hưởng, nó không bị ảnh hưởng bởi cái kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ạ. Dù doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh như thế nào thì nó cũng không bị ảnh hưởng bởi cái thuế này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đây không phải là một cái chi phí của doanh nghiệp các bạn nhé. Còn ví dụ như thuế tiêu thụ đặc biệt thì nó lại khác ạ. Bởi vì khi mà cô nói với các bạn rồi, bán ra một chai rượu với giá là 165 ngàn thì trong đó các bạn đã hình dung là đã có thuế tiêu thụ đặc biệt rồi. Nó sẽ khác so với thuế giá trị gia tăng. Thì do đó thì người ta nói là thuế giá trị gia tăng thì nó cũng mang tính trung lập cao các bạn ha. Và thuế giá trị gia tăng thì nó chỉ thu qua từng khâu của quá trình sản xuất, kinh doanh cho đến tiêu dùng nên nó sẽ không bóp méo cái giá cả của hàng hóa và dịch vụ ạ, tức là nó sẽ thu qua từng khâu như vậy. Còn về cái tính lãnh thổ thì các bạn hình dung là gì ạ? Đối tượng chịu thuế là cái người tiêu dùng trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. Như vậy thì thuế giá trị gia tăng, các loại thuế nó cũng sẽ mang tính lãnh thổ, nó có cái phạm vi hiệu lực trong cái lãnh thổ thôi. Ví dụ như thuế giá trị gia tăng Việt Nam thì nó sẽ có hiệu lực ở trong cái luật luật thuế được quy định tại Việt Nam thôi các bạn ha. Tuy nhiên thì hiện nay thuế giá trị gia tăng tại các nước chẳng hạn như là Singapore này, rồi ở Đức hay là Thái Lan thì người ta cũng có cái quy định đó là hoàn trả tiền thuế giá trị gia tăng các bạn ha, cho những cái du khách nước ngoài mà đến tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ trên lãnh thổ của họ. Tức là họ nói là nó chỉ có cái phạm vi áp dụng đối với trong cái phạm vi đất nước của họ thôi. Thì đó là bốn cái đặc điểm của thuế giá trị gia tăng. Đây các bạn nhìn lại ha, cô sẽ minh họa ở đây ạ. Từ giả sử ở đây nha. Đây là một nhà sản xuất ạ. Các bạn thấy từ nhà sản xuất, tôi sản xuất ra hàng hóa, sản phẩm, tôi bán cho nhà phân phối cấp 1 và từ nhà phân phối. Những nhà phân phối này này các bạn thì hình dung nó là các đại lý cấp 1, cấp 2 đó. Rồi sau đó thì nhà phân phối cấp 1 bán hàng cho phân phối cấp 2 và giả sử là ở đây là người tiêu dùng, là người tiêu dùng cuối cùng. Thì lúc này tại khâu đầu tiên chúng ta cũng sẽ tính thuế giá trị gia tăng và tại các cái khâu này chúng ta tính thuế giá trị gia tăng ạ. Và thuế giá trị gia tăng thì nó sẽ được đánh trên nhiều giai đoạn. Và đây là cái điểm khác biệt cơ bản so với thuế gì ạ? Thuế tiêu thụ đặc biệt. Do đó thì các em sau này các em là gì ạ? Nếu như câu hỏi là gì ạ? Anh chị hãy cho biết những cái đặc điểm cơ khác, cái đặc điểm mà khác nhau cơ bản giữa thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt thì chúng ta phải chỉ ngay cho cô được cái đặc điểm cơ bản đó là gì ạ? Thuế giá trị gia tăng nó đánh trên nhiều giai đoạn. Còn thuế tiêu thụ đặc biệt nó chỉ đánh ở một giai đoạn thôi, một là nhập khẩu này hoặc là gì ạ? Hoặc là bán cái danh các doanh nghiệp mà kinh doanh sản xuất sản phẩm dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mà bán ra ở cái giai đoạn đầu tiên các bạn ha. Thì đó là cái sự khác nhau giữa thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Rồi, chúng ta sẽ đi về cái vai trò. Những cái phần này trong tài liệu các bạn có rất là chi tiết rồi. Cô chỉ giới thiệu qua cho các bạn thôi ha. Chúng ta sẽ thấy vai trò đầu tiên đó là giúp cho hàng giá cả hàng hóa, dịch vụ được xác định hợp lý và chính xác. Thì bởi vì mình đã nói rồi, thuế này nó đánh trên các giai đoạn mà nó cũng không có bóp méo cái giá cả của hàng hóa và dịch vụ. Như vậy thì nó giúp cho cái gì ạ? Những cái việc mà xác định giá cả hàng hóa và dịch vụ này nó được hợp lý và chính xác hơn ạ. Và cái vai trò ở đây ạ, chúng ta không thể phủ nhận được cái vai trò này. Đó là cái vai trò cơ bản của thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng nó có mang lại một cái khoản thu quan trọng cho ngân sách của nhà nước, thậm chí là rất lớn như bạn Nguyên nãy có trình bày rồi. Bởi vì sao ạ? Thuế giá trị gia tăng là nó áp dụng đối với những cái mặt hàng thiết yếu. Như vậy thì cái việc tiêu dùng mặt hàng thiết yếu này,
cứ khi nào phát sinh ra hoạt động tiêu dùng thì cái người tiêu dùng đó đều phải chịu tiền thuế giá trị gia tăng. Như vậy thì cái hoạt động những cái dịch vụ này, rồi hàng hóa thiết yếu này thì cái nhu cầu sử dụng rất là cao. Sau đó thì cái đối tượng thu thuế rất là rộng các bạn ha. Nó mang lại một cái nguồn thu đáng kể cho ngân sách của nhà nước. Thực ra thì về cái bản chất ấy, thì anh thuế giá trị gia tăng này là nó được cái luật thuế này với cái mục đích là để tạo cái nguồn thu cho ngân sách của nhà nước. Còn anh thuế tiêu thụ đặc biệt thì để làm gì ạ? Với cái mục đích tiên quyết cơ bản của nó là để nhà nước hướng dẫn cái việc sản xuất và tiêu dùng xã hội. Rồi còn như vậy còn cái vai trò thứ ba đây đó là khuyến khích xuất khẩu ạ. À, bạn nào mà đã đọc tài liệu rồi hoặc là bạn nào mà đã tìm hiểu rồi ạ, cho cô biết là tại sao chúng ta lại nói là thuế giá trị gia tăng khuyến khích cho cái việc xuất khẩu ạ? Dạ thưa cô, là thuế giá trị gia tăng thì nó được giảm hay là tính 0% đối với cái hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu, và nếu không thì nó được khấu trừ toàn bộ lại số thuế giá trị gia tăng đó. Bạn nói cụ thể hơn một chút được không? Dạ, có nghĩa là khi mà mình xuất khẩu thì nhà nước sẽ ủng hộ việc tăng cường xuất khẩu, nên áp dụng thuế suất 0% với các hàng hóa mà để xuất khẩu. Ok, rồi để cô sẽ trình bày cho các bạn ha. Rồi, cảm ơn bạn nữ ạ. Bạn nữ tên là gì ạ? Dạ, Thu Ngân. Dạ, quản trị K42. À, Thu Ngân, quản trị K42 ha. Rồi, cô sẽ giải thích cái ý mà bạn Ngân vừa nói ạ. Rồi chúng ta sẽ có cái vai trò thứ ba, đó là gì ạ? Thuế giá trị gia tăng khuyến khích xuất khẩu. Thì vậy tại sao người ta lại nói là thuế giá trị gia tăng khuyến khích việc xuất khẩu? Các bạn nhìn lên đây ạ. À, bạn Thu Ngân nói đúng rồi, hiện nay thuế giá trị gia tăng nó đang áp dụng là nếu như hàng hóa mà xuất khẩu thì có thuế là 0%. Các bạn nhìn lên đây ha. Cô lấy ví dụ. Rồi, cô lấy một ví dụ như thế này. Trường hợp 1 ha. Công ty X này. Công ty X này sản xuất ra sản phẩm A. Rồi, cô đang chỉ lấy cái sản phẩm A này. Mua về đi ha. Sản xuất ra sản phẩm A. Rồi, cô lấy lại là thương mại đi để cho các bạn dễ hình dung hơn. Rồi, công ty X nha. Công ty X ạ. Họ mua sản phẩm A này. Mua sản phẩm A với giá là 100 đồng. 100 đô đi. 100, tôi gọi là 100 đồng cho nó dễ. Rồi, thuế giá trị gia tăng 10% ạ. Thuế giá trị gia tăng 10%. Rồi, thì tại cái khâu này là mua về, rồi bán, rồi lại bán ra trong nước. Bán ra trong nước các bạn ha. Trong nước là với giá là 300 đồng. Và thuế giá trị gia tăng cũng là gì ạ? Giá trị gia tăng cũng là 10%. Bởi vì thuế giá trị gia tăng mà áp dụng ở mọi khâu rồi. Như vậy thì lúc này các bạn nhìn cho cô ạ. Như vậy tôi có thuế phải nộp, ạ. Thì tôi sẽ bằng là thuế đầu ra trừ đi đầu vào. Và tôi giả sử đi ạ, tại cái khâu này thì tiền thuế bằng bao nhiêu bạn lớp? 10 thì lúc này thuế bằng bao nhiêu ạ? Thuế ở giai đoạn này là bằng bao nhiêu các bạn? Mua một với giá là 100 đồng với thuế 10% thì tiền thuế phải nộp ở khâu này là bao nhiêu ạ? 110 ạ. Không, tiền thuế mà. Bằng 10. Là 10, còn đâu 110 là tiền chúng ta phải trả. Tương tự như vậy thì ở khâu này chúng ta tiền thuế mà nhà nước thu được ở khâu này là bao nhiêu ạ? Là 30.
thuế là 30. Rồi, thuế là 30. Thì lúc này thuế phải nộp các bạn. Trường hợp này thì thuế phải nộp nó sẽ bằng này này. 30 trừ đi 10 và bằng gì ạ? Thuế lúc này phải nộp là 30 trừ đi 10 là bằng 20. Như vậy thì trong trường hợp này tôi bán ra, trong trường hợp này tôi bán ra trong nước, tôi bán này, khi mà tôi đi bán, tôi bán ra, tôi thu về được 300, tổng là tôi thu, tôi phải thu là bao nhiêu ạ? Tôi phải thu là 330, nhưng mà tôi phải nộp thuế lên cho ngân sách của nhà nước là 20, tôi thu về 330, nhưng mà tôi phải nộp về cho ngân sách 30 đồng là tiền thuế các bạn ha. Tôi phải nộp tiền thuế. Như vậy thì tổng trong quá trình này tôi sẽ phải nộp thuế lên cho ngân sách là 20 đồng. Còn trường hợp thứ hai, tôi lại là xuất khẩu ha, cũng là công ty X, vẫn là công ty X. Tôi vẫn đi mua sản phẩm như vậy ạ, tôi vẫn mua sản phẩm với giá là 100 đồng, rồi thuế vẫn là 10 10% ạ. Và như vậy thì ở cái khâu này tôi vẫn có tiền thuế mà tôi đã phải nộp là 10. Rồi tương tự như vậy, nhưng ở đây tôi lại gì ạ? Tôi xuất khẩu ạ. Tôi xuất khẩu. Ở đây tôi lại đi xuất khẩu. Rồi, đây tôi là tôi xuất khẩu. Tôi xuất khẩu giả sử tôi vẫn là 300. Tôi xuất khẩu vẫn ra là giá là 300, nhưng như bạn Thu Ngân vừa nói là hiện nay thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu là 0%. Thì lúc này tiền thuế là bao nhiêu cả lớp? Tiền thuế ở giai đoạn này là bao nhiêu ạ? À không. Tiền thuế ở giai đoạn này là không. Như vậy thì ở giai đoạn này tôi sẽ thu về là bao nhiêu ạ? Ở đây trong giai đoạn này các bạn thu về là bằng 330, nhưng mà trong đó là 30 đây là thuế các bạn nha. 30 là tiền thuế. Nhưng mà giai đoạn này các bạn sẽ thấy tôi thu về được bao nhiêu ạ? Khi mà xuất khẩu 300 này tôi sẽ thu về được 300. Rồi sau này thì thuế phải nộp của tôi. Thuế phải nộp của tôi sẽ bằng gì ạ? Thuế phải nộp của tôi sẽ bằng là đầu ra của tôi là bao nhiêu ha? Khi mà xuất khẩu tôi bán ra là bao nhiêu cả lớp? Tiền thuế đầu ra của tôi là bao nhiêu? Dạ không. Là không, rồi trừ đi đầu vào của tôi là 10. Như vậy thì tôi sẽ có âm 10. Và cái âm 10 này các bạn biết là gì không ạ? Như vậy thì trường hợp mà âm 10 này là nhà nước sẽ phải hoàn lại cho tôi. Nhà nước sẽ hoàn lại. Tôi đang lấy ví dụ ở đây là 10 đồng, nhưng nó là gì ạ? 10 tỷ là 100 triệu, là 300 triệu, là 400 triệu. Thì tức là nhà nước sẽ hoàn lại cho tôi cái số tiền này. Như vậy các bạn thấy không? Cái việc mà xuất khẩu thì các bạn thu ở đây chỉ là 300 thôi. Các bạn thu ở đây chỉ là 300 thôi, bởi vì 30 này là tiền thuế rồi. 30 là tiền thuế, các bạn không được tính vào doanh thu. Nhưng mà trong trường hợp này các bạn thu về là 300. Rồi, thậm chí là các bạn là gì ạ? Các bạn còn được nhà nước hoàn lại cho mình cái số tiền đầu vào nữa, mình đã chịu để mua thuế để mà sản xuất sản phẩm này rồi. Tôi đang giả sử đây là tôi lấy đồng thời là 300, nhưng nếu mà ở đây là gì ạ? Tôi xuất khẩu, tôi bán ra với giá cao hơn là 400 chẳng hạn, thì tôi sẽ thu được về 400 và tôi vẫn được nhà nước hoàn lại cho tôi cái số tiền ban đầu, số tiền thuế ban đầu mà tôi đã chịu ạ. Thì chính vì vậy đó là cái chính sách mà nhà nước đưa ra để ưu tiên, để ưu đãi cho đối với những cái hàng hóa xuất khẩu, để khuyến khích các doanh nghiệp trong nước là gì ạ? Sẽ xuất khẩu cái những cái sản phẩm hàng hóa. Như vậy để tạo điều kiện cho những cái doanh nghiệp mà xuất khẩu hàng hóa và để có cái lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế các bạn ha. Thì đó là cái đặc điểm thứ ba của vai trò thứ ba của thuế giá trị gia tăng, khuyến khích xuất khẩu. Và tiếp theo đó là gì ạ? Góp phần tăng cường công tác hạch toán, kế toán và thúc đẩy việc mua bán hàng hóa có hóa đơn chứng từ. Thì lát nữa chúng ta đi vào phần căn cứ về phương pháp tính thuế thì các em sẽ hình dung cái này rõ hơn. Nhưng các em nhìn lên đây ạ. Khi mà các em đi bán hàng. Rồi, khi mà các em đi bán hàng, đây thuế phải nộp của các bạn sẽ có như thế này ạ. Thuế phải nộp thì sẽ bằng là thuế đầu ra. Thuế đầu ra này trừ đi thuế đầu vào được khấu trừ ạ. Thuế đầu vào được khấu trừ. Được khấu trừ. Rồi câu hỏi cả lớp, thế trước đây các em học nguyên lý kế toán rồi, chúng ta có tài khoản thuế đầu vào được khấu trừ là gì ạ? Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ là tài khoản nào ạ? Tài khoản nào cả lớp? Nguyên lý kế toán mới học xong. Tài khoản nào các bạn? Các bạn có tài khoản gì ha?
Đúng rồi, 133, và cụ thể các bạn có 1331 cơ. Rồi, và tài khoản thuế đầu ra các bạn là gì? 341, 341 là vay vay tài, là đi vay tài chính. 341 là tài khoản vay. Ba gì các bạn ha? Dạ, 331. Rồi, 3331. Còn 331 thì phải trả người bán nhé. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ có cái số liệu, chúng ta sẽ có những cái số liệu ở đây này. Chúng ta thường bên này, chúng ta sẽ có bên ở bên này. Rồi. Rồi, thuế đầu vào của bạn sẽ nằm trên tài khoản là 1331. Như vậy thì để mà tôi xác định được thuế bán đầu ra, tức là tôi đã bán hàng mà tôi xác định được thuế của tôi ấy. Bởi vì nếu một sản phẩm, một đơn hàng thì nó rất là dễ theo dõi, nhưng mà một doanh nghiệp thì cái hoạt động kinh doanh của họ rất là phức tạp, đúng không ạ? À, một ngày rất nhiều cái giao dịch kinh tế, rồi một tháng, rồi một quý, và một năm nữa. Như vậy thì chúng ta phải dựa vào cái chứng từ gì ở đây các bạn? Chứng từ gì ạ? Như vậy thì chúng ta muốn biết được thuế thì chúng ta sẽ kiểm, chúng ta sẽ ghi sổ, và chúng ta dựa vào cái chứng từ gì ạ? Và tôi giả sử đây tôi đã cho là tôi ghi sổ vào sổ 331 rồi, là sổ là thuế giá trị gia tăng đầu ra. Tôi dựa vào chứng từ gì ạ lớp? Chứng từ gì ạ? Khi bán hàng thì chúng ta phải làm lập cái gì cho khách hàng? Hóa đơn. Đúng rồi, hóa đơn. Chúng ta sẽ phải dựa vào hóa đơn, tức là hóa đơn của khâu bán hàng các bạn ha. Rồi tương tự như vậy, khi mà đi mua hàng hóa về để mà tôi ghi vào sổ này, tôi cũng mua hóa đơn thì tôi cũng sẽ phải được người ta, người bán cung cấp cho tôi cái gì ạ? Các bạn cũng phải có hóa đơn mua vào, đúng không ạ? Hóa đơn mua vào. Và thuế sau này nó muốn nhìn vào đây này. À, nếu như thuế của anh phải nộp, tôi đang giả sử là đầu ra của anh là 300, anh trừ đi đầu vào của anh là 100, như vậy thuế anh phải nộp là 200. Anh muốn phải nộp là 200 thì anh đảm bảo cho tôi là đầu ra anh phải có đầy đủ hóa đơn minh chứng được rằng là à, trên đó thuế của anh là 300, và thuế đầu vào của anh phải minh chứng đầy đủ cho tôi được rằng là à, thuế của anh là 100. Tôi đang giả sử là trong 100 này mà các bạn có một cái đơn không có hóa, tức là có 20 triệu không có trong hóa đơn, thì người ta sẽ loại ra, người ta sẽ loại 20 ra và người ta chỉ để đây là 80 thôi. Như vậy lúc này các bạn sẽ phải nộp là bao nhiêu ạ? Các bạn sẽ phải nộp là 220. Như vậy đòi hỏi là doanh nghiệp mà muốn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào thì đòi hỏi doanh nghiệp phải gì ạ? Thực hiện một chế độ sổ sách kế toán đầy đủ và bán hàng phải xuất hóa đơn. Như vậy thì nó khuyến khích gia tăng cái việc là sử dụng hóa đơn, à, mua hàng phải có hóa đơn, bán hàng phải xuất hóa đơn. Và chúng ta nói với nhau rồi, hóa đơn hiện nay đối với thuế giá trị gia tăng thì có hai phương pháp, trực tiếp và gián tiếp, đúng không? Và người ta sử dụng đó là hóa đơn. Và khi mà đơn hàng từ 200.000 đồng trở lên là chúng ta đã có thể là xuất hóa đơn rồi, và nó phụ thuộc vào cái nhu cầu của khách hàng. Như vậy thì đó là cái vai trò thứ tư của thuế giá trị gia tăng, là khuyến khích cái việc mà doanh nghiệp sẽ sử dụng cái chế độ hóa đơn, chứng từ mua bán có hóa đơn và chế sổ sách phải hợp lý ạ. Bởi vì sau này cơ quan thuế các bạn, thanh tra thuế sau một năm sau khi quyết toán thì sau này thanh tra thuế họ sẽ về để họ kiểm tra, và thậm chí họ có thể kiểm tra lại trong vòng 3-4 năm liên tục. Thì lúc này người ta phải minh chứng, doanh nghiệp sẽ phải minh chứng bằng cái sổ sách, chứng từ. Và chứng từ cụ thể này người ta sẽ xếp theo loại này, hóa đơn đi vào tệp hóa đơn, và xếp theo cái thứ tự thời gian, rồi bảng kê, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, tất cả những cái đó thì nó sẽ được xếp theo bộ chứng từ và theo một cái trình tự thời gian để cho dễ kiểm tra và dễ quản lý. Ví dụ như hỏi đến đâu thì chúng ta có thể lật đến cái đó. Thì đó là cái vai trò thứ tư mà các bạn nắm được. Rồi, như vậy thì chúng ta đi nhanh về phần gì ạ? Chúng ta cùng nhau đi nhanh về phần thuế, phần lý thuyết của thuế giá trị gia tăng. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái nội dung cơ bản của thuế giá trị gia tăng ạ. Rồi, nội dung cơ bản của thuế giá trị gia tăng hiện hành. Nội dung cơ bản của thuế giá trị gia tăng hiện hành thì chúng ta vẫn dựa trên đó là gì ạ? Các cái văn bản này ha. Bữa trước cô nói với các bạn rồi, một cái quy trình mà để chúng ta đọc thuế đó là gì ạ? Chúng ta có Quốc hội sẽ ban hành là luật, và dưới Quốc hội thì sẽ là Chính phủ ạ. Quốc hội ha. Đây là Chính phủ sẽ ban hành, đó là nghị định.
Và dưới nghị định thì chúng ta sẽ có thông tư và các thông tư của Bộ Tài chính. Và dưới này thì các cơ quan thuế thì sẽ có những cái gì ạ? Cơ quan thuế thì sẽ có những cái văn bản hướng dẫn. Văn bản hướng dẫn các bạn ha. Đó là những cái công văn. Thì đối với luật thuế giá trị gia tăng hiện nay, thuế giá trị gia tăng cô vừa nói với các bạn rồi, nó được nhà nước chúng ta ban hành đầu tiên vào năm 1997 và nó có cái hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1999. Tuy nhiên thì cho đến nay thì luật thuế nó đã luôn luôn được thay đổi. Và khi mà một cái luật thuế nó không còn hết hiệu lực rồi thì nó sẽ không còn cái giá trị cho đến thời gian hiện tại các bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ có gì ạ? Hiện nay thì có luật thuế số 13 năm 2018 này. Tuy nhiên là luật thuế này là nó vẫn còn hiệu lực, nhưng mà nó chỉ còn hiệu lực một số những cái điều khoản thôi. Còn các bạn lưu ý rằng giả sử như luật 31 này nó có bổ sung cái luật số 13 thì những cái điều nào bổ sung thì chúng ta phải đọc vào luật 31 ạ. Tuy nhiên thì luật 31 này nó cũng đã được bổ sung bởi cái luật số 71 một số điều khoản rồi. Tương tự như vậy, luật 106 này nó cũng sẽ sửa đổi bổ sung một số điều trong cái luật thuế giá trị gia tăng. Và để hướng dẫn đó thì chúng ta sẽ có những cái thông tư, những cái nghị định mới các bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ đi về cái đầu tiên. Rồi, người nộp thuế nhắc lại là ai các bạn? Dạ, người tiêu dùng. À, người nộp. À, người nộp. Người nộp thuế mà. Là các doanh nghiệp. Doanh nghiệp á. Người nhập khẩu và cơ sở sản xuất kinh doanh. Nhập khẩu. Nhập khẩu đâu? Linh nói một ví dụ cụ thể coi. Lấy một cái ví dụ cụ thể ra, ví dụ doanh nghiệp X, doanh nghiệp A gì đó, nói cụ thể ra. À, ví dụ như một doanh nghiệp X nhập khẩu về một sản phẩm, ví dụ như là vải đi, cái giá là 100.000, thì người ta khi nhập khẩu về người ta sẽ chịu thuế là 10%, giá trị gia tăng là 10%. Ừ, thì tức là doanh nghiệp đó là người nộp đúng không? Dạ. Rồi, còn trường hợp nào ai là người nộp nữa ạ? Cơ sở sản xuất kinh doanh, ví dụ cũng là công ty X này sản xuất ra một sản phẩm với giá là bán ra với giá là 100, khi mà bán thì họ sẽ thu thuế đúng không ạ? Họ thu thuế là bao nhiêu? Ví dụ 10% thì là bao nhiêu ạ? 10% là 10 ạ. À, 10, và họ sẽ có nghĩa vụ là phải nộp 10 đồng tiền thuế này lên cho cơ quan nhà nước đúng không? Rồi, cảm ơn Linh ha. Rồi, như vậy thì người nộp thuế là gì ạ các bạn? Người nộp thuế là toàn bộ các cá nhân tổ chức có cái hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Và người ta gọi đó là gì ạ? Là các cái cơ sở sản xuất kinh doanh. Và thứ hai đó là gì ạ? Nhà nhập khẩu. Những cái người mà có cái hoạt động là gì ạ? Nhập khẩu hàng hóa hoặc là những cái dịch vụ mà chịu thuế giá trị gia tăng thì sẽ là cái đối tượng nộp thuế các bạn nhé. Được chưa? Như vậy thì chúng ta có đối tượng nộp thuế là tất cả gì các bạn? Là các cái cơ sở, là những cá nhân này, tổ chức có cái hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng hóa và dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Và những cá nhân, tổ chức mà có cái hoạt động nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng các bạn ha. Thì đó là cái đối tượng. Đây cô lấy ví dụ. Rồi, giả sử như là công ty A này mà có sản xuất một cái mặt hàng mà chịu thuế giá trị gia tăng, mà tôi đang dừng lại cái khâu bán này thôi ha. Bán ra một cái sản phẩm này tại đây thì lúc này công ty A sẽ là đối tượng nộp thuế ạ. Đối tượng nộp thuế và cái nhà phân phối đối tượng nộp thuế. Và nhà cái tiền thuế thì sẽ thu từ nhà phân phối cấp 1 này ạ, và công ty A sẽ là đối tượng nộp thuế. Rồi, hoặc là trong trường hợp là công ty A này cũng đi nhập khẩu, công ty A này sẽ đi trường hợp này đi ha. Đây là một công ty, đây là từ Thái Lan. Rồi, có một công ty sẽ đi mua hàng. Đây là công ty X.
bán cho phân phối cấp 1. Thì trong trường hợp này, đây là nhập khẩu ạ, tại cái khâu nhập khẩu này này. Thì hôm qua chúng ta đã nói rồi, tại khâu nhập khẩu này khi đăng ký cái tờ khai hải quan ấy thì chúng ta sẽ phải nộp những thuế liên quan, thuế nhập khẩu này, thuế tiêu thụ đặc biệt này, thuế bảo vệ môi trường nếu có này, rồi thuế giá trị gia tăng. Và như vậy thì tại cái khâu nhập khẩu này, công ty X cũng sẽ phải có cái nghĩa vụ là nộp thuế giá trị gia tăng các bạn nhé. Và đồng thời đây chúng ta khi mà đi mua vào thì chúng ta gọi là thuế đầu vào, và khi đi bán ra cho phân phối cấp 1 này thì công ty X này sẽ thu thuế từ nhà phân phối cấp 1 và đồng thời cũng sẽ là người nộp thuế. Và lúc này thì chúng ta sẽ có cái việc đó là gì, khấu trừ đầu vào. Thì lát nữa chúng ta sẽ gặp ở trong phần phương pháp tính thuế. Nhưng mà chốt lại là các em hiểu cho cô được rằng là người nộp thuế ở trong trường hợp này là cá nhân, tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng các bạn ha. Và những cá nhân hoặc là tổ chức mà có cái hoạt động đó là gì ạ? Nhập khẩu hàng hóa hoặc là họ đi mua dịch vụ từ nước ngoài, mà những cái hàng hóa dịch vụ đó thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam thì họ phải nộp thuế nhập khẩu, nộp thuế giá trị gia tăng, cô xin lỗi. Rồi, như vậy thì đó là đối tượng nộp thuế ạ. Còn đối tượng chịu thuế thì đó là những cái đối với cái mục tiêu tác động đến của thuế giá trị gia tăng. Phần này các bạn sẽ theo dõi trong những cái văn bản giúp cô ha, có rất là nhiều. Như vậy thì người ta quy định là gì ạ? Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là tất cả hàng hóa, dịch vụ dùng cho việc sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam. Người ta mở ngoặc cả là gì ạ? Bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức và cá nhân nước ngoài. Tức là những cái hàng hóa đó mà chúng ta đi nhập khẩu về, và trừ các nhóm hàng hóa dịch vụ không thuộc diện chịu thuế. Như vậy thì trước đây người ta liệt kê ra những cái nhóm hàng hóa là không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và liệt kê ra những cái hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng. Nhưng mà khi mà đi vào thực tế thì phát hiện ra rằng, chính phủ phát hiện ra rằng là còn rất nhiều những mặt hàng, những nhóm ngành nghề, những nhóm hàng hóa mà chúng ta chưa có liệt kê trong danh sách, nên sau đó đã sửa đổi là gì ạ? Như vậy thì ngoài những cái nhóm hàng hóa dịch vụ không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng ra thì còn lại tất cả mọi cái hàng hóa dịch vụ dùng cho cái việc mà sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay đều là chịu thuế giá trị gia tăng. Như vậy thì người ta sẽ liệt kê ra những cái nhóm hàng hóa dịch vụ mà không chịu thuế giá trị gia tăng lên này các bạn. Đó là gì ạ? Những cái đối tượng không chịu thuế này thì nó đã được quy định rất là rõ trong cái thông tư 219 rồi, hoặc là thông tư 26, thông tư 130. Nếu như bạn nào mà muốn tìm hiểu xem tất cả những 26 nhóm hàng hóa dịch vụ này thì các bạn có thể đọc trong cái thông tư giúp cô, trong cái tài liệu cô đưa cho các bạn này, hoặc là trong cái luật thuế mà ban đầu cô có giới thiệu. Thì các bạn nhìn đây, cô sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cái đối tượng không chịu thuế mà quen thuộc ha. Rồi, ví dụ là gì ạ? Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc là chỉ qua sơ chế thông thường của các cá nhân tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt ra hoặc là ở khâu nhập khẩu. Như vậy là nó chỉ gì ạ thôi các bạn? Nó chỉ qua sơ chế thông thường thôi. Bạn nào có thể lấy cho cô một ví dụ xem nào ạ? Ví dụ như sơ chế thông thường, nhà bạn nào mà bố mẹ đang làm về cà phê này, rồi hay là đang trồng mía này, rồi trồng các loại đậu, củ quả. Sơ chế thông thường là gì các bạn ha? Ví dụ như thế nào ha? Nhà bạn nào có đang trồng cà phê không ạ? Cho cô biết là sơ chế thông thường cái hạt cà phê thì nó bao gồm những cái thao tác, những cái công đoạn nào ạ? Dạ thưa cô là phơi, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ. Đúng rồi, phơi, bóc vỏ, xay, rồi tách hạt đó. Đó là những cái hoạt động sơ chế thông thường mà tôi lấy ví dụ như là cái hạt cà phê. Các bạn ha, tôi lấy ví dụ như là cái hạt cà phê này. Rồi, hạt cà phê đi ha. Là nó chỉ qua cái giai đoạn như bạn vừa nói là gì ạ? Phơi. Để cô một chút. Lâu lâu bấm nhầm vào con chuột của cái bút là nó nhảy tứ tung luôn. Ví dụ như là gì ạ?
Cái hạt cà phê các bạn lưu ý ha. Bạn nữ vừa nói là nó chỉ qua cái giai đoạn sơ chế thông thường thôi. Ví dụ như là phơi này. Các bạn có rồi phơi này. Rồi gì đấy các bạn? Sấy khô các bạn ha. Bóc vỏ. Phơi rồi chúng ta sấy khô. Rồi bóc vỏ. Rồi tách hạt gì đó. Tách hạt. À, nhà một cái hộ nông dân mà họ thu hoạch cà phê về, sau khi mà họ phơi, họ sấy khô, họ tách vỏ, bóc hạt, rồi họ đi bán, họ bán, thì lúc này họ bán những cái sản phẩm này tại cái khâu bán đầu tiên này thì sẽ không chịu thuế giá trị gia tăng nha cả lớp. Hoặc là người gì ạ, cái người nông dân làm muối, họ chỉ thu hoạch muối thôi, rồi họ xử lý, họ chưa qua cái gì hết, chỉ qua sơ chế thông thường thôi ạ. Sau đó là họ đi bán cũng không chịu thuế. Rồi hay là những cái người gì ạ, những cái người ngư dân họ đánh bắt cá, họ về họ chỉ có phơi khô thôi, hoặc là họ ướp đá, ướp muối, rồi sau đó đại loại là các cái sản phẩm về thủy sản ấy, họ chỉ có phơi khô rồi sau đó là họ ướp đá, ướp muối, tức là họ ướp đá hoặc là ướp đá ướp muối gì đấy mà họ đi bán, thì tại cái giai đoạn đầu tiên này nó sẽ không chịu thuế đâu các bạn nhé. Nhưng mà tôi là một doanh nghiệp mà tôi cũng đi mua cái này này, tôi cũng đi mua hạt cà phê ở đây này, doanh nghiệp mà tôi đi mua hạt cà phê ở đây về á, mà tôi lại đi bán lại cho một doanh nghiệp khác, thì lúc này tại cái khâu này này, hạt cà phê đó mới được tách hạt xong thì nó lại là thuế 5%. Rồi doanh nghiệp này nếu mua về, tôi chế biến thành những cái hộp cà phê hòa tan, hộp cà phê hòa tan này, hoặc là cà phê đóng gói, đóng gói, thì lúc này tại giai đoạn này cái anh này nó lại lên là 10%. Các bạn lưu ý ha. Tại khâu này thì chúng ta được gọi là gì ạ? À, cái sản phẩm trồng trọt chăn nuôi. Rồi nó chỉ qua sơ chế thông thường. Từ những gì ạ? Cá nhân tự sản xuất, bán ra hoặc là cái khâu nhập khẩu đầu tiên thôi. Nhưng mà khi mà đến cái giai đoạn thứ hai này, tôi là doanh nghiệp, tôi đi thu mua của hộ nông dân về. Thì khi mà cái khâu mà tôi thu mua từ hộ nông dân, tôi sẽ, hàng hóa đó sẽ không chịu thuế. Nhưng mà khi mà tôi thu mua về xong, tôi lại bán qua khâu này, tức là đây nó đã được gọi là qua khâu kinh doanh thương mại rồi. Tôi lại mua qua bán lại, thì qua khâu kinh doanh thương mại nó sẽ là 5%. Và nếu như mà sau khi nó đã được sơ chế, chế biến thành một cái sản phẩm khác đi rồi, thì nó lại trở thành một cái hàng hóa dịch vụ thiết yếu thông thường, không nằm trong 26 nhóm kia nữa, thì nó sẽ chịu thuế giá trị gia tăng là 10% các bạn nhé. Rồi hay là một số những cái sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng hiện nay thì thuế cũng làm không chịu thuế giá trị gia tăng ạ. Hay là một số những cái dịch vụ mà để hỗ trợ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như là tưới tiêu nước rồi cày bừa, nạo vét kênh mương đó, thì hiện nay cũng là thuế không chịu thuế giá trị gia tăng. Nhìn chung là gì ạ? Nhìn chung thì các em thấy là có cả dịch vụ y tế này, dịch vụ thú y, rồi hiện nay là kể cả giáo dục của chúng ta cũng là không chịu thuế giá trị gia tăng đâu các bạn. Cái đối tượng mà không chịu thuế giá trị gia tăng này gần như là nhà nước hướng nó đến những cái gì ạ, những cái hoạt động, những cái sản phẩm dịch vụ của những cái ngành nông nghiệp và những cái dịch vụ mà thiết yếu cần cho nhu cầu của con người, ví dụ như là y tế. Nhưng mà các bạn lưu ý ha, y tế ở đây này, các bạn đi khám, các bạn đi khám bệnh thì cái dịch vụ khám chữa bệnh đó không chịu thuế giá trị gia tăng đâu. Nhưng mà khi các bạn mà đi mua thuốc, trong cái gói dịch vụ đó các bạn đi mua thuốc thì thuốc nó lại là chịu thuế 5% đấy các bạn ha. Thì đó là một số cái mà các bạn lưu ý. Hay là các bạn đang đi học thì cái dịch vụ giáo dục của chúng ta là không chịu thuế giá trị gia tăng. Nhưng mà những cái sản phẩm mà để phục vụ cho giáo dục, chẳng hạn như là gì ạ? À, sách vở, bút thước rồi đó, thì lại là chịu thuế giá trị gia tăng 5%. Thực ra thì anh thuế giá trị gia tăng này rất là nhiều. Những cái bạn nào mà học kế toán ấy, sau này các bạn ra trường mà các bạn đi thi chứng chỉ đại lý thuế, thì lúc này người ta sẽ không cho các bạn sử dụng văn bản đâu, mà các bạn đi thi các bạn sẽ tự nhớ, người ta cho bất kể một cái nhóm hàng hóa dịch vụ nào mà các bạn sẽ phải tự biết nó là mức thuế suất bao nhiêu. Như vậy cũng rất là khó các bạn ha, đi đại lý thuế cực kỳ khó. Rồi hay là một số những cái nhóm hàng hóa ở đây ha. Rồi 26 nhóm hàng này thì các bạn có thể đọc cho cô ở trong cái tài liệu hoặc là trong cái văn bản mà cô giới thiệu đấy, thông tư 113 rồi thông tư 26. Các bạn đọc kỹ trong đó thì người ta quy định chi tiết cho các bạn luôn.
Rồi, tóm lại là gì ạ? Những cái hàng hóa dịch vụ thiết yếu mà phục vụ cho cái nhu cầu của cuộc sống, như là cuộc sống sản xuất hoặc là cộng đồng, thì người ta không đặt nặng cái vấn đề về điều tiết tiêu dùng á, chẳng hạn như y tế, giáo dục, đào tạo hoặc là các cái dịch vụ liên quan đến thông tin đại chúng, thì nó là đối tượng không chịu thuế. Rồi hay là một số những cái ngành đang gặp khó khăn mà cần khuyến khích tạo điều kiện phát triển, các bạn thấy rồi, đó là gì ạ? Sản xuất nông nghiệp, rồi muối, tưới tiêu nước, phục vụ nông nghiệp. Thì đó, nhìn chung là những cái hàng hóa dịch vụ đó thì không chịu thuế giá trị gia tăng. Rồi, hay là những cái nhóm hàng hóa dịch vụ mà thuộc cái hoạt động không mang tính chất kinh doanh vì lợi nhuận, hoặc là thuộc các cái hoạt động được ưu đãi vì mục tiêu xã hội hay là nhân đạo. Ví dụ như là vũ khí phục vụ cho an ninh quốc gia, quốc phòng, bảo hiểm nhân thọ, rồi bảo hiểm học sinh các bạn ha. Hay là những cái hàng hóa dịch vụ thuộc các cái hoạt động mà mang tính chất xử lý kỹ thuật về thuế, như là hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam, về hàng tạm nhập tái xuất, vận tải quốc tế, thì cũng là đối tượng không chịu thuế. Đó là một số cái mà cô lưu ý cho các bạn. Rồi, tuy nhiên thì có một cái lưu ý như thế này ạ, các em phải nhớ cho cô, đó là gì ạ? Rồi, sẽ có một cái lưu ý, đó là các cái cơ sở kinh doanh. Các cái cơ sở kinh doanh này, những cơ sở kinh doanh mặt hàng không chịu thuế thì đương nhiên là gì ạ? Tôi sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng rồi. Tôi không kinh doanh mặt hàng không chịu thuế, tức là tôi kinh doanh mặt hàng không chịu thuế thì tôi sẽ không phải nộp thuế, đó là điều đương nhiên ạ. Và không phải nộp thuế thì tôi cũng sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng nha các bạn. Tôi không được hoàn lại thuế giá trị gia tăng. Vậy vì sao ạ? Tôi đang giả sử như thế này. Tôi là một doanh nghiệp. Rồi, tôi là một công ty một công ty đi. Tôi là một công ty X. Tôi sản xuất ra bao bì ha. Tôi sản xuất bao bì. Đây là một hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh đi ha. Hộ này cũng là hộ nông dân thôi, hộ kinh doanh. Đây là một hộ kinh doanh ạ. Họ kinh doanh, tôi cụ thể ở đây là họ kinh doanh về muối đi. Muối này là muối chỉ qua cái khâu đó là gì ạ? Họ chỉ làm muối và họ qua cái khâu sơ chế thông thường thôi. Tức là họ chỉ thu gom lại rồi họ xử lý sơ chế qua và họ đóng bao bì. Như vậy thì họ bắt buộc là phải đi mua bao bì ạ. Và đương nhiên thì bao bì này là đối tượng chịu thuế rồi. Ví dụ như họ đang đi mua bao bì là 100 đồng, thuế 10% thì thuế là 10 đồng đi ha, thuế 10 đồng. Rồi, và khi mà họ đi bán muối họ thu được 1 triệu, chẳng hạn họ đi bán muối, đây là họ bán muối họ thu được 1 triệu, thì đương nhiên khi mà thu được 1 triệu này thì tại giai đoạn này thì muối là đối tượng không chịu thuế, tôi giả sử ở đây là muối là đối tượng không chịu thuế, thì cái hộ kinh doanh này gì ạ? Hộ kinh doanh này họ vẫn thu được 1 triệu tiền muối bình thường, nhưng mà đồng thời thì không mua vào thì sao ạ? Không mua vào thì họ đã chịu thuế 10 này này, thì đương nhiên là họ phải trả cái tiền thuế này cho cái công ty X, và công ty X này có nghĩa vụ là nộp thuế. Còn ngược lại cũng là gì ạ? Tôi cũng là một cái công ty X như vậy, rồi tôi cũng sản xuất bao bì, nhưng mà đây tôi là một cái hộ kinh doanh, nhưng mà tôi có kinh doanh về một cái sản phẩm là đường đi. Đường mà tôi giả sử ở đây đường là chịu thuế, thì lúc này là gì ạ? Đây của tôi vẫn là 100 đồng và thuế là 10 ạ. Tôi vẫn bán đường và tôi thu được 1 triệu. Nhưng mà trong 1 triệu này thì thuế của tôi sẽ là 100. Thì lúc này tôi phải là gì ạ? Lúc này cái hộ kinh doanh này là phải gì ạ? Nộp thuế. Phải nộp thuế ạ. Và đồng thời thuế phải nộp của họ sẽ bằng gì ạ? Họ sẽ là 100 này. Rồi họ được trừ đi 10 đồng này và họ phải nộp 90. Như vậy thì trong trường hợp này, nếu như kinh doanh mặt hàng chịu thuế thì cái hộ kinh doanh này sẽ là gì ạ? Sẽ là người nộp thuế giá trị gia tăng này, và đồng thời sẽ được khấu trừ thuế đầu vào này các bạn ha. Và nếu như giả sử đây là số âm thì người ta có thể được hoàn lại. Còn ngược lại là gì ạ? Nếu như anh là cơ sở kinh doanh mà anh kinh doanh cái mặt hàng không chịu thuế thì đương nhiên là anh sẽ không nộp thuế rồi. Anh không phải nộp, bởi vì tôi có kinh doanh hàng hóa chịu thuế đâu, nên tôi cũng không có phải đi đăng ký tại cơ quan thuế để mà tôi thực hiện cái nghĩa vụ thuế hàng tháng ạ. Và đồng thời tôi sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng, tức là tôi không được khấu trừ cái thằng 10 này này, 10 đồng ban đầu này.
lợn ha. Và đương nhiên thì sẽ chẳng bao giờ có trường hợp là tôi được hoàn lại thuế giá trị gia tăng cả, bởi vì tôi có kinh doanh mặt hàng chịu thuế giá trị gia tăng đâu. Thì các bạn lưu ý cho cô trong những trường hợp đó, chúng ta sẽ gặp là một số sẽ chịu thuế và một số sẽ không chịu thuế giá trị gia tăng. Rồi, chúng ta xin đi về cái nội dung về căn cứ tính thuế giá trị gia tăng ạ. Thì nó ở đây nó sẽ có một cái khác hơn ở trong tài liệu cô đưa các bạn, đó là cô sẽ đi cái trình tự ngược lại. Chúng ta có gì ạ? Căn cứ tính thuế thì sẽ bằng giá tính thuế và bằng nhân với thuế suất. Thì đương nhiên rồi, thuế luôn luôn sẽ bằng gì ạ? Các bạn học từ thuế tiêu thụ đặc biệt rồi. Thuế phải nộp thì nó sẽ bằng là giá tính thuế và nhân với thuế suất. Thì thuế suất này chúng ta đã có rồi, trong văn bản sẽ quy định là mặt hàng A, B, C với mức thuế suất tương ứng là bao nhiêu. Quan trọng là chúng ta xác định cái giá tính thuế. Thì lẽ ra là hiện nay có hai phương pháp tính thuế. Hai phương pháp này, một là phương pháp trực tiếp và gì ạ? Có hai phương pháp tính thuế, một là phương pháp trực tiếp và một là phương pháp gián tiếp, tức là phương pháp khấu trừ đó các bạn. Phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ thì chúng ta có thể đi theo hai cách. Một, chúng ta sẽ đi theo từng cách và thuế phải nộp của từng phương pháp như thế nào. Nhưng mà cô muốn đi chung cho các bạn đó là về cái căn cứ này trước ha. Sau đó đến từng phương pháp thì chúng ta sẽ áp dụng vào luôn thôi. Như vậy chúng ta có trong cái tài liệu sách giáo trình thì người ta lại đi ngược lại. Nhưng mà đây thì chúng ta sẽ đi về cái này. Và các bạn sẽ quan trọng là nhớ cho cô được cái giá tính thuế. Đối với hoạt động những cái kinh doanh hàng hóa dịch vụ thiết yếu này, nó có rất nhiều những cái phức tạp về bán hàng. Trong thực tế các bạn thấy rồi, không phải là chúng ta chỉ sản xuất ra và bán hàng, chúng ta đi gửi này, chúng ta đi trao đổi biếu tặng này, rất là nhiều những cái tình huống xảy ra. Và mỗi tình huống như vậy thì cái việc xác định giá tính thuế nó sẽ khác ha. Tuy nhiên thì trước khi đi vào cái phần giá tính thuế này, chúng ta sẽ xem là đối với một số những cái gì ạ? Căn cứ tính thuế ở đây thì chúng ta thấy gì ạ? Đối với cái hàng hóa dịch vụ thì do cơ sở bán ra thì giá được xác định như thế nào? Hay là đối với hàng hóa dịch vụ mà chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì cái giá tính thuế giá trị gia tăng được như thế nào? Hay là tất cả những cái trường hợp này, tức là chúng ta đang tìm hiểu xem cái giá tính thuế nó được xác định như thế nào để làm căn cứ xác định thuế phải nộp. Rồi thì đầu tiên tôi có là gì ạ? Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ mà do cơ sở sản xuất bán ra thì là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng. Đương nhiên rồi, chúng ta tính thuế vẫn trên cái giá mà chưa có thuế giá trị gia tăng ha. Nó giống như phần thuế tiêu thụ đặc biệt. Tôi là một cái đơn vị sản xuất ra với cái giá là gì ạ? 5 triệu. Và lúc này thì giả sử như là tiền thuế của tôi là 10%. Tôi giả sử lúc này thuế của tôi ha, thuế giá trị gia tăng của tôi là 10%. Thì lúc này thuế của các bạn gì ạ? Thuế của các bạn sẽ bằng là 10%, các bạn sẽ nhân với 5 triệu. Và các bạn sẽ ra được là bằng 500 ngàn. Nếu mà đi mua hàng thì các bạn sẽ để ý trên hóa đơn. Đó là gì ạ? Nó sẽ có giá chưa thuế này. Thuế 10%, tiền thuế là 500 ngàn và tổng giá thanh toán. Như vậy thì từ nay các bạn nhớ thêm cho cô nhắc lại ha. Giá thanh toán ở đây, các bạn phải nhớ giá thanh toán là cái giá cuối cùng mà người tiêu dùng phải trả. Giá thanh toán là giá cuối cùng mà người tiêu dùng phải trả. Như vậy bên trong nó đã bao gồm tất cả những cái thuế rồi. Lưu ý ha. Và khi mà đi tính thì để ý chữ giá thanh toán. Các bạn sẽ phân biệt được là giá bán là chưa có thuế hay gì, chưa có thuế hay là có thuế này, và một cái câu đó là giá thanh toán. Các bạn ha, giá bán thì người ta có thể nói là giá bán đã có thuế hay chưa có thuế, nhưng mà giá thanh toán thì luôn luôn mặc định là giá đó đã có thuế rồi. Như vậy thì trường hợp đầu tiên đối với cơ sở hàng hóa kinh doanh dịch vụ, những cái hàng hóa khi mà bán hàng hóa ra thì chúng ta sẽ xác định cái giá tính thuế giá trị gia tăng là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng ha. Giả sử bây giờ tôi nói là tôi bán hàng với giá thanh toán các bạn ha là 165.000 đồng trên sản phẩm. Như vậy tôi gọi đây là giá thanh toán thì lúc này thuế 10% các bạn, thuế 10% thì lúc này các bạn lấy giá nào để các bạn tính thuế ạ? Giá tính thuế trong trường hợp này bằng bao nhiêu các bạn?
Trong trường hợp này giá tính thuế bằng bao nhiêu ạ? 150.000. Là bao nhiêu? 150.000. Bởi vì đây là giá thanh toán rồi, thì cô nói với các bạn là gì ạ? Giá thanh toán là cái giá cuối cùng mà người tiêu dùng phải trả. Và trong 165.000 tôi đã có 10% thuế rồi. Như vậy thì lúc này các bạn phải xác định là 165, các bạn chia cho gì ạ? 1 cộng với 10%. Rồi các bạn sẽ ra là 150.000. Sau này các bạn phải nắm được cái này để chúng ta xác định doanh thu. Riêng doanh thu đối với thằng thuế giá trị gia tăng này là doanh thu sẽ không bao gồm thuế giá trị gia tăng đâu. Nên các bạn chỉ cần sai sơ hở một chút chỗ giá thanh toán này thôi. Các bạn sai doanh thu thì các bạn sai thuế thu nhập doanh nghiệp ạ. Các bạn sai hết nên các bạn lưu ý cho cô cái chữ giá thanh toán này nó cực kỳ quan trọng nhé. Giá thanh toán là cái giá cuối cùng mà người thanh toán, người mua sẽ phải trả. Nó bao gồm hết tất cả những cái thuế liên quan rồi. Giả sử như đây là một mặt hàng mà chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mà tôi gọi giá thanh toán ấy, thì trong 165.000 này nó đã bao gồm giá trị gia tăng này và đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt rồi. Các em lưu ý cho cô ở phần đó. Rồi tiếp theo thứ hai ạ. Đối với hàng hóa dịch vụ mà chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Đối với hàng hóa dịch vụ mà chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì chúng ta sẽ có gì ạ? Giá tính thuế của nó là giá đã có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng. Như vậy thì tôi sẽ tính, nếu như đối với một sản phẩm mà chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì cái giá để tôi tính thuế thì nó đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt rồi. Nhưng mà đương nhiên sẽ chưa có thuế giá trị gia tăng ha. Các bạn nhìn lên đây. Giả sử như một sản phẩm này, trường hợp ở đây thì người ta ghi ra rất là cụ thể nhá. Người ta đã ghi ra rất cụ thể cho các bạn đó là gì ạ? Giá gốc là 10.000 đồng, tức là tôi sản xuất ra tôi chưa có một cái gì cả, tôi chỉ phải tập hợp các cái chi phí tạo nên sản phẩm này thôi. Với cái giá gốc ban đầu là 10.000, rồi và sau đó là tôi có thuế tiêu thụ đặc biệt là 5.500 nữa. Những cái ví dụ này là cô đang giả sử cho các bạn hết là thuế 10% các bạn nhé. Như vậy thì trong trường hợp này tôi sẽ tính gì ạ? Tôi sẽ có thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng của tôi sẽ tính trên cái gì ạ? Tôi sẽ bằng là 10% này. Tôi nhân lên cái giá gì ạ? Đối với hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì giá tính thuế đã có thuế tiêu thụ đặc biệt. Như vậy giá ban đầu tôi là 10.000. Như vậy tôi phải cộng với gì ạ? Tôi sẽ phải cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt. Rồi sau đó các bạn nhân lên thì các bạn sẽ ra là 1.550. Và như vậy thì các bạn phải thanh toán là gì ạ? Như vậy thì cái giá thanh toán cuối cùng mà người mua phải trả nó sẽ bao gồm là gì ạ? Nó sẽ bao gồm là 10.000 này cộng với 5.500 và cộng với 1.550 và bằng 17.050. Thì đây là cái giá cuối cùng ha. Và ngược lại, nếu như tôi gọi đây là giá cuối, giá thanh toán là 17.050 thì các bạn sẽ phải chia cho 1 cộng với 10% để các bạn xác định cái giá tính thuế các bạn ha. Về cơ bản thì nó khá là đơn giản thôi, nhưng mà các bạn phải hiểu được cái bản chất từ cái bữa thuế tiêu thụ đặc biệt á, thì đến cái chương này các bạn thấy giá nó sẽ ổn hơn. Rồi, tiếp theo đến một trường hợp là gì ạ? Anh thuế bảo vệ môi trường này thì thuế bảo vệ môi trường thì nhắc cho các bạn là gì ạ? Thuế bảo vệ môi trường cũng là một cái loại thuế họ thu trên những cái hàng hóa mà dịch vụ mà nó có khi mà sử dụng tiêu dùng nó có ảnh hưởng đến môi trường, chẳng hạn như là gì ạ? Một số gì ha, những cái bao bì ni lông rồi một số những cái thuốc trừ sâu, những cái sản phẩm mà độc hại, hoặc là như là than đá, những cái sản phẩm mà độc hại có gây hại cho môi trường á, thì các bạn sẽ lưu ý là nó sẽ chịu thuế bảo vệ môi trường. Và trong trường hợp mà một hàng hóa vừa chịu thuế bảo vệ môi trường và đồng thời chịu thuế giá trị gia tăng thì lúc này cái giá tính thuế của nó cũng giống như anh thuế tiêu thụ đặc biệt thôi ạ, là các bạn sẽ bao, nó sẽ bao gồm cả thuế bảo vệ môi trường trong đó. Như vậy thì thuế bảo vệ môi trường, ví dụ như trong trường hợp này trên bảng đây các bạn thấy ạ, là gì ạ? Trong trường hợp thì một cái sản phẩm này có giá gốc là 20.000, thuế bảo vệ môi trường là 2.000. Thì thuế bảo vệ môi trường nó là cái thuế, nó được quy định cụ thể các bạn ha, một cái con số cụ thể chứ không phải là phần trăm nữa. Ví dụ như là một lít xăng hiện nay thuế bảo vệ môi trường là 4.000 chẳng hạn, tức là nó là một cái con số cố định chứ không phải là theo thuế suất phần trăm. Như vậy thì lúc này các bạn sẽ lấy gì ạ? Các bạn sẽ lấy 10%, các bạn nhân với cái giá 20.000, các bạn sẽ cộng với 2.000 ạ, các bạn sẽ ra là 2.200 tiền thuế giá trị gia tăng. Như vậy thì giá thanh toán nó sẽ bao gồm là giá gốc này,
tiền thuế bảo vệ môi trường này, tiền thuế giá trị gia tăng này, thậm chí nếu như có thuế tiêu thụ đặc biệt nữa thì giá thanh toán nó sẽ bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt. Thì đó là đối với trường hợp chịu thuế bảo vệ môi trường. Rồi, đây là một trường hợp. Các bạn mà có in slide ra thì các bạn sẽ đánh dấu cho cô cái phần này. Rất nhiều bạn quên, phần này nó rất là quan trọng các bạn nhé. Rồi, các bạn sẽ đánh dấu cho cô cái trường hợp này lại. Đó là chúng ta sẽ đi xem đối với hàng hóa nhập khẩu thì sao ạ? Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập khẩu tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu nếu có, cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt nếu có, cộng với thuế bảo vệ môi trường nếu có. Như vậy thì khi mà tôi đây ha, tôi là một cái công ty, tôi đi nhập khẩu từ Hàn Quốc, đây là công ty A. Ở công ty A nhập khẩu từ Hàn Quốc thì lúc này nếu như hàng hóa này chịu thuế nhập khẩu này, nếu như hàng hóa này chịu thuế tiêu thụ đặc biệt này, rồi nếu như hàng hóa này chịu thuế bảo vệ môi trường này, chịu thuế giá trị gia tăng, thì các bạn sẽ đi theo một cái thứ tự này. Các bạn phải xác định được thuế nhập khẩu là bao nhiêu, sau đó các bạn xác định được thuế tiêu thụ đặc biệt của cái lô hàng nhập khẩu này, và xác định được thuế bảo vệ môi trường thì người ta cho bằng một con số cố định rồi ạ. Và sau đó các bạn mới xác định được thuế giá trị gia tăng. Và cái giá để tính thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu nó sẽ bằng gì ạ? Bằng giá tính thuế nhập khẩu. Và giá tính thuế nhập khẩu mà trong môn này cô quy ước với các bạn là giá gì đấy các bạn? Là giá ship này, các bạn sẽ nhớ cho cô ha. Và các bạn sẽ nhớ một cái mối quan hệ là gì ạ? Giá ship sẽ bằng giá phó cộng với y cộng với f. Y này là bảo hiểm và F là vận tải quốc tế các bạn ha. Thì các bạn nhớ một cái mối quan hệ này cho cô để đến đây các bạn sẽ sử dụng đến ạ. Và cộng với thuế nhập khẩu nếu có. Còn nếu tại sao lại có chữ nếu có? Bởi vì không phải là hàng hóa nào nó cũng sẽ chịu thuế nhập khẩu, hoặc là hàng hóa nào nó cũng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đâu. Có những hàng hóa nó sẽ được ưu đãi thuế nhập khẩu này. Rồi hoặc là những có những cái mặt hàng thì đương nhiên là đâu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đâu. Bởi vì thuế tiêu thụ đặc biệt này chỉ có 10 nhóm hàng hóa và 6 nhóm dịch vụ thôi các bạn ha. Rồi cộng thuế bảo vệ môi trường. Như vậy thì các bạn phải xác định được cho cô ạ. Rồi các bạn đi làm ví dụ này, các bạn xác định cho cô xem là một... Như vậy thì các bạn xác định là gì ạ? Công ty xuất nhập khẩu Bình Thuận nhập khẩu xăng A92. Xăng là một cái mặt hàng chịu rất nhiều những cái thuế như là tiêu thụ đặc biệt này, bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng ha. Giá tính thuế nhập khẩu là 15.000 đồng trên 1 lít. Khi mà người ta đã cho cụ thể cái từ là giá tính thuế nhập khẩu rồi thì các bạn không phải lăn tăn gì là ship hay là phót gì nữa nhé. Thuế suất thuế nhập khẩu là 5%, thuế suất tiêu thụ đặc biệt là 10%, thuế bảo vệ môi trường là 3.000 đồng trên 1 lít ạ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%, thì các bạn sẽ tính cho cô giá tính thuế giá trị gia tăng của 1 lít xăng là bao nhiêu. Tính thử đi rồi thấy xem hàng ngày chúng ta đi mua xăng mà nó cao như vậy là do đâu ha. Các bạn trong slide của các bạn có đó. Các bạn coi trong cái slide của các bạn một chút nhé. Để cô dùng chia sẻ màn hình để cô gửi cái bài cái buổi học hôm nay lên trường một chút. Bạn nào mà vừa chụp cái màn hình ấy, các bạn gửi lại cho cô đi. Gửi cho Nguyên cũng được, hay là gửi cho Nguyên hoặc là gửi cho bạn Linh giúp cô đi. Cái màn hình mà các bạn chụp ấy, nãy cô có nhờ bạn nào mà đang on bằng lab á. Chụp rồi Linh hay Nguyên gửi qua Zalo giúp cô với nhá. Dạ, dạ, con làm cho cô. Chúng ta đang chỉ dừng lại ở phần tính giá thôi. Và đương nhiên thì sau này thì chúng ta lại bắt đầu lại qua... Chúng ta lại qua về phần xác định thuế. Rồi bạn nào làm ví dụ này ạ? Các bạn đọc lên rồi cô. Dạ em làm ạ. Bạn đọc lên rồi cô chiếu lên cho các bạn. Rồi bạn nào ạ? Dạ con.
Bạn nào mà chưa phát biểu lần nào á, như mấy bạn Nhật Khanh rồi Thi thì cũng phát biểu rồi ha. Rồi bạn nào ạ? Dạ em. Rồi có bạn nào xung phong không ạ? Dạ em cô ơi. Em cô ơi. Bạn nào mà chưa phát biểu lần nào ạ? Em cô ơi. Em cô ơi, nhưng phải là em tên gì chứ cô mới biết chứ. Dạ Ngọc Bích. Rồi Ngọc Bích ngon đi ạ. Dạ rồi à, lúc đầu thì em tính thuế nhập khẩu thì em lấy 15.000 cũng rồi, đọc từ từ ha. Như vậy là bạn Bích sẽ đi tính là, cô sẽ viết lên đây rồi lớp tự sẽ nốt lại ha. Rồi thuế nhập khẩu bằng gì ạ? Dạ thuế bằng 15.000 đồng nhân cho 5%. Rồi đọc luôn bằng, kết quả ha. Bằng 750 đồng. Rồi bằng 750, thuế nhập khẩu thì bằng giá tính thuế nhập khẩu nhân với thuế suất. Rồi tiếp theo chúng ta tính gì ạ? Dạ thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế tiêu thụ đặc biệt, nhưng cả lớp đã lưu ý cho cô là thuế tiêu thụ đặc biệt đây là của hàng nhập khẩu ha. Nó sẽ bằng gì ạ? Sẽ bằng là giá tính thuế nhập khẩu là 15 cộng với gì ạ? Dạ 750 đồng. Cộng với thuế nhập khẩu phải nộp rồi nhân với thuế suất. Đây là cô đang giả sử thuế suất nó là 10% thôi nha cả lớp. Rồi bằng bao nhiêu ạ? Dạ 1.575 đồng. 1.575 thôi. 575, chúng ta đang có 15.000 thôi mà. Rồi sau đó thì chúng ta có thuế bảo vệ môi trường là bao nhiêu rồi ạ? Thuế bảo vệ môi trường người ta cho các bạn là bao nhiêu đây ạ? Dạ 3.000 đồng. 3.000 đồng trên 1 lít rồi. Như vậy thì giá lúc này giá tính thuế giá trị gia tăng ạ? Giá tính thuế giá trị gia tăng. Giá tính thuế giá trị gia tăng của chúng ta đang học rồi thì ạ, của hàng nhập khẩu sẽ bằng là gì bây giờ ha? Bằng 15.000 rồi cộng, cộng cho 750 rồi cộng với gì ạ? Cộng cho 575 rồi cộng với gì ạ? 3.000 rồi bằng bao nhiêu ạ? Dạ bằng 20.325 30.325 rồi trùng với mấy, có Đắc Ngọc Khanh có ra đáp án này không ạ? Nhật Khanh ạ? Dạ có. Rồi, như vậy thì các bạn sẽ có giá tính thuế là 20.325. Và cô đang giả sử nữa ở đây là gì ạ? Nếu như các bạn, đây là giá tính thuế thôi, còn người tiêu dùng thì sẽ phải trả thêm bao nhiêu nữa các bạn? Người tiêu dùng sẽ phải trả thêm bao nhiêu nữa các bạn? Nếu như giả sử các bạn đi mua 1 lít xăng này, các bạn sẽ phải thanh toán bao nhiêu ạ? Các bạn đi mua 1 lít xăng này thì các bạn sẽ phải trả cho cái người bán là bao nhiêu các bạn? Bao nhiêu ạ? Các bạn là người tiêu dùng thì các bạn gì ạ? Các bạn là người tiêu dùng thì các bạn sẽ phải thanh toán, đây là cái giá thôi đúng không? 20.325 thì các bạn sẽ phải cộng thêm gì ạ? Các bạn sẽ cộng thêm 10% thuế nữa. Đúng không? Thì đây là cái giá một, như vậy thì lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy là à, như vậy thì một lít xăng lúc nhập khẩu về là nó có giá là 15.000 đồng. Nhưng mà khi đến người tiêu dùng thì giá của nó cao lên cũng khá là nhiều các bạn ha. Thì đây là một ví dụ để các bạn minh họa cho các bạn về gì ạ? Về xác định giá tính thuế giá trị gia tăng thì các bạn lưu ý như vậy, phần này nó cũng không có khó quá. Rồi. Chúng ta sẽ đi vào phần gì ạ? Đối với hàng hóa dịch vụ dùng để trao đổi biếu tặng hoặc là cho thì các em lưu ý cho cô là trong trường hợp là gì ạ? Trong trường hợp mà để hàng hóa dịch vụ để trao đổi biếu tặng hoặc là cho thì chúng ta sẽ được xác định đó là cái giá tính thuế giá trị gia tăng là giá của hàng hóa dịch vụ cùng loại hoặc là tương đương tại cái thời điểm phát sinh ra cái hoạt động này. Và đương nhiên thì cái giá của nó cũng là cái giá mà chưa có thuế giá trị gia tăng đâu. Ví dụ trong cái trường hợp này là gì ạ? Công ty trong trường hợp ở đây là gì ạ? Công ty may nhà bè họ dùng 5.000 bộ quần áo để trao đổi với công ty dệt Thành Công để lấy vải. Trong khi đó giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng của một bộ quần áo cùng loại của công ty may nhà bè họ đang bán ra tại thị trường là 300.000 đồng trên một bộ. Thì lúc này 5 cái ngàn bộ trao đổi này này, đương nhiên là khi trao đổi này chúng ta vẫn phải lập
chúng ta vẫn phải lập cái gì ạ? Chúng ta vẫn phải kê khai thuế ạ, chúng ta vẫn phải tính thuế bình thường các bạn ha. Và 5.000 bộ này các bạn vẫn phải tính thuế bình thường của nó bằng gì ạ? Các bạn sẽ nhân với 300.000 và đồng thời các bạn vẫn phải nhân với 10% lên. Các bạn vẫn phải tính thuế bình thường ha. Và cái mà cô muốn nói ở đây là cái giá tính thuế ạ. Cái giá tính thuế của nó được quy định là cái giá của cái hàng hóa, những cái sản phẩm mà dùng để trao đổi biếu tặng ấy thì vẫn phải tính thuế, và cái giá tính thuế của nó dựa vào cái giá của hàng hóa dịch vụ cùng loại hoặc là tương đương. Nhưng mà tại cái thời điểm mà phát sinh ra cái giao dịch đó thì các bạn lưu ý cho cô là như vậy. Rồi, hay là chúng ta còn một trường hợp gì nữa? Đối với hàng hóa dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, không phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Tức là sao? Trong tiêu dùng nội bộ của tôi thì có rất nhiều trường hợp là để tiếp tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc là không phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Như vậy thì trong trường hợp ở đây cả lớp lưu cho cô đó là chỉ có trường hợp là gì thôi ạ? Trong này của tôi thì chỉ có ghi nhận cái trường hợp đó là hàng hóa dùng để tiêu dùng nội bộ nhưng mà nó không phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Nó không phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh ạ. Còn nếu như phục vụ cho sản xuất kinh doanh, ví dụ như thế này. Doanh nghiệp của tôi là sản xuất rượu. Doanh nghiệp của tôi là một doanh nghiệp sản xuất rượu, tôi có 2 phân xưởng. Phân xưởng 1 của tôi là sản xuất rượu trắng. Phân xưởng 1 của tôi là sản xuất rượu trắng các bạn ha. Rồi, và phân xưởng 2 của tôi làm gì ạ? Tôi sẽ sản xuất rượu vang. Tôi sản xuất rượu vang. Như vậy thì để mà sản xuất trong kỳ này, để mà sản xuất thì tôi sẽ phải từ phân xưởng 1 tôi xuất qua phân xưởng 2 1.000 lít rượu. Tôi xuất qua phân xưởng 2 1.000 lít rượu. Và 1.000 lít rượu này để tiếp tục cho cái quá trình sản xuất kinh doanh, tức là từ rượu trắng tôi làm nguyên vật liệu để tôi sản xuất rượu vang. Thì trường hợp này tôi được gọi 1.000 này được gọi là tiêu dùng nội bộ để phục vụ sản xuất kinh doanh. Thì như vậy trong trường hợp này tôi không tính thuế các bạn nhé. Chúng ta chỉ tính thuế trong trường hợp là gì ạ? Đối với hàng hóa dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ không phục vụ cho sản xuất kinh doanh thì giá tính thuế là giá của hàng hóa dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động. Còn ngược lại, những cái hàng hóa luân chuyển nội bộ như là xuất hàng hóa để chuyển kho này, xuất vật tư bán thành phẩm để tiếp tục cho quá trình sản xuất trong một cơ sở kinh doanh không phải tính nộp thuế giá trị gia tăng. Ví dụ trường hợp mà cô vừa đưa ra ở đây ạ. Đó là gì ạ? Từ phân xưởng 1 tôi xuất rượu trắng sang phân xưởng 2 để tôi tiếp tục cho cái việc cái khâu sản xuất kinh doanh tiếp theo của một cái doanh nghiệp này thì tôi không phải kê khai nộp thuế cả lớp nhá. Thì các bạn lưu ý cho cô. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi đến gì ạ? Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá thì mà được hưởng hoa hồng á, thì giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chưa có thuế do cơ sở sản xuất quy định, không trừ hoa hồng đại lý. Thì các bạn nhìn lên đây, bởi vì trong thực tế thì bán hàng người ta bán gửi qua đại lý rất là nhiều ha. Tôi là một công ty A. Tôi bán hàng với số lượng rất là lớn. Và lúc này thì tôi sẽ giao hàng cho đại lý B ạ. Đại lý B đây là một đại lý bán đúng giá. Đây là bán đúng giá ha, đại lý bán đúng giá và hưởng hoa hồng. Và lúc này thì tôi là một công ty A, trong kỳ này tôi giao cho đại lý B 1.000 sản phẩm. Tôi giả sử đây là tháng 2 năm 2020, công ty A của tôi giao cho đại lý B bán cho tôi là 1.000 cái sản phẩm này. Và đại lý B bán với giá là 26.000 đồng trên sản phẩm. Công ty A này cũng quy định là bán với cái giá là 26.000 đồng trên sản phẩm, quy định bán đúng giá luôn. Và như vậy thì sẽ được hưởng hoa hồng là gì ạ? Là 2% trên cái giá bán, 2% trên giá bán chưa thuế. Trên giá bán chưa thuế ạ. 2% trên giá bán chưa thuế. Thì lúc này chúng ta cũng phải gì ạ? Tính thuế giá trị gia tăng đối với cái gì ạ? Đối với cái sản phẩm mà chúng ta đã gửi đại lý. Như vậy là đối với cơ sở kinh doanh bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá do cơ sở quy định hưởng hoa hồng thì giá tính thuế đầu ra là giá chưa có thuế giá trị gia tăng do cơ sở sản xuất quy định không trừ hoa hồng. Tức là gì ạ? Đến cuối kỳ, và tôi giả sử đi ở đây ha, đến cuối kỳ tôi quyết toán thì tôi chỉ tiêu thụ được 800 sản phẩm thôi. Như vậy thì lúc này công ty A phải có nghĩa vụ gì ạ? Công ty A phải có nghĩa vụ nộp thuế đối với bao nhiêu sản phẩm cả lớp? Đối với 800 sản phẩm thôi ha. Riêng trường hợp mà bán đúng giá gửi qua đại lý thì cả lớp phải lưu ý cho cô là tôi gửi bao nhiêu sản phẩm, nhưng mà khi mà đại lý quyết toán với tôi cái số lượng thực tế tiêu thụ á, và 800 sản phẩm này các bạn sẽ tính thuế với cái giá là 26 hoa
hồng đại lý các bạn nhé. Các bạn không trừ đi hoa hồng đại lý. Sau này các bạn sẽ tính thuế của bên A là gì ạ? 800, các bạn sẽ nhân với 26.000 đồng và các bạn sẽ nhân với 10%. Đó, đây là thuế. Còn cái này này, cái này thì các bạn được đưa vào chi phí này. Các bạn sẽ được đưa vào chi phí là 800 nhân với 26.000 đồng. Và các bạn sẽ nhân với bao nhiêu ạ? Các bạn nhân với 2%. Thì đây được gọi là chi phí hay là chính là hoa hồng đại lý. Hoa hồng đại lý đối với công ty A này thì nó là chi phí và cụ thể nó là chi phí bán hàng. Sau này các bạn sẽ đưa nó vào tài khoản gì ạ? 641. Đến chương số 5 các bạn phải sử dụng đến cái phần này ạ. Nhưng đối với đại lý B ạ, đại lý B thì cái hoa hồng đại lý này nó lại trở thành gì ạ? Nó lại trở thành là doanh thu các bạn nhé. Nó lại trở thành là doanh thu của đại lý ạ. Bởi vì tôi giống như là tôi mở ra một cái hình thức kinh doanh dịch vụ thôi. Thay vì các cái dịch vụ khác thì tôi làm gì ạ? Thay vì những cái dịch vụ khác thì tôi lại mở ra cái dịch vụ là bán hàng, bán đúng giá. Tôi bán đúng giá thì tôi được hưởng hoa hồng. Cứ mỗi sản phẩm bán tôi sẽ được hưởng 2% trên cái giá của cái sản phẩm đó. Thì cả lớp lưu ý cho cô như vậy ha. Thì đây là đối với giá tính thuế của cái cơ sở kinh doanh mà bán hàng thông qua đại lý. Thì trong thực tế thì các cái doanh nghiệp, những cái nhà máy, các cái cơ sở sản xuất kinh doanh thì họ cũng thường bán hàng qua cái hình thức này ạ. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, đó là theo phương thức trả góp trả chậm. Theo phương thức trả góp trả chậm thì chúng ta sẽ gì ạ? Thì cái giá tính thuế giá trị gia tăng là giá tính theo cái giá bán trả một lần và chưa có thuế giá trị gia tăng. Đại loại là theo phương thức mà trả góp trả chậm thì giá để tính thuế thì chúng ta sẽ lấy cái giá mà bán theo phương thức mà trả tiền một lần hay là khách hàng trả tiền ngay á. Chúng ta sẽ không tính cái lãi trả góp trả chậm các bạn ha. Đây trong cái ví dụ này ạ, siêu thị điện tử Minh Khôi bán tủ lạnh Hitachi 250 lít và giá tủ lạnh, giá bán trả một lần chưa có thuế giá trị gia tăng là 8 triệu đồng trên tủ. Thì lúc này giá bán trả góp trong vòng 6 tháng là 8,24 triệu. Thì lúc này các bạn tính thuế giá trị gia tăng gì ạ? Các bạn sẽ dựa vào giá đó là gì ạ? Các bạn sẽ dựa là giá 8 triệu thôi các bạn ha. Nếu như là trong kỳ này giả sử mà có bán được 10 sản phẩm mà trả góp với cái giá là 8 triệu 240 ngàn đồng thì các em vẫn lấy cái giá 8 triệu đồng này để làm căn cứ tính thuế. Bởi vì người ta quy ước là gì ạ? Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp trả chậm thì giá để làm căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính theo giá bán trả một lần chưa có thuế giá trị gia tăng. Cả lớp lưu ý ha. Đối với hoạt động gia công hàng hóa thì thực ra cái hoạt động gia công hàng hóa này thì các em chỉ hình dung đơn giản như thế này là gì ạ? Giả sử như là tôi là một công ty mà sản xuất về thuốc lá, nhưng mà vì tôi lại không chuyên trong một cái mảng đó là đóng hộp bao bì thì tôi lại xuất những cái điếu thuốc lá này sang một cái công ty mà họ chuyên làm về gia công ạ. Đó là họ sẽ đóng bao bì, đóng gói cho tôi. Như vậy đó thì sơ sơ như vậy các bạn hiểu đó là cái hoạt động gia công hàng hóa. Và trong trường hợp mà gia công hàng hóa thì giá tính thuế giá trị gia tăng cũng là giá chưa có thuế giá trị gia tăng ha. Bao gồm tiền công, tiền nhiên liệu, động lực, vật liệu và các chi phí khác để gia công cho bên nhận gia công phải chịu. Thì những cái trường hợp này là cũng giới thiệu để cho các bạn biết thôi. Còn khi mà đi thi thì những cái trường hợp mà nó phức tạp hơn nhiều như thế này thì cô cũng sẽ không đưa ra. Tuy nhiên thì các bạn cũng phải hình dung là sau này biết đâu mình đi ra trường thì mình cũng sẽ có nhiều ngã rẽ. Có thể các bạn cũng đâu đó các bạn sẽ đi vào đối với những cái hoạt động về gia công này ha. Những cái doanh nghiệp chuyên về cái hoạt động gia công hàng hóa thì chúng ta cũng có chút kiến thức về nó. Đối với hoạt động mà cho thuê tài sản như là cho thuê nhà, văn phòng hay nhà xưởng, nhà kho, bến bãi, phương tiện thì máy móc thì giá tính thuế của nó là giá cho thì là giá chưa có thuế giá trị gia tăng nha cả lớp. Rồi chúng ta đi vào dịch vụ đi ạ. Dịch vụ thì lại dễ hơn nhiều so với hàng hóa bởi vì thường thì dịch vụ nó cũng sẽ có những cái hình thức nó đơn giản hơn. Ví dụ như là gì ạ? Đối với hàng hóa dịch vụ được sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán. Tức là như tem này, vé cước vận tải này, vé sổ số này, là trong đó là nó đã được quy định là một dạng như là một cái chứng từ ghi giá thanh toán rồi. Mặc định là khi mà các bạn đi
Mặc định là gì ạ? Khi mà các bạn đi, các bạn nào mà đi thành bưởi ấy, với Phương Trang, các bạn nhìn rõ nhất. Trong thành bưởi nó ghi cái giá 220 ngàn, nó ghi là đã có thuế giá trị gia tăng đó. Thì những cái tem vé thẻ này này, những cái tem này, vé cước vận tải này, rồi vé xổ số kiến thiết là nó đã có thuế trong đó rồi. Như vậy khi mà một cái công ty này bán ra một cái 100 cái vé, thì trong cái giá đó là đã có thuế rồi, thì chúng ta phải xác định cái giá chưa có thuế bằng cách là gì ạ? À, lấy giá thanh toán. Bằng cách là lấy giá thanh toán này, các bạn sẽ chia cho 1 cộng với thuế suất thuế giá trị gia tăng. Thì sau đó các bạn mới nhân với thuế suất lên thì các bạn mới xác định được thuế phải nộp ha. Bởi vì đây nó được gọi là chứng từ ghi giá thanh toán rồi. Tem vé cước vận tải, vé xổ số kiến thiết. Nếu mà bạn nào mà đi thành bưởi, các bạn nhìn vào trong cái vé của họ thì chúng ta sẽ thấy là Phương Trang chứ, trong Phương Trang trong cái vé đó họ có ghi là đã có thuế giá trị gia tăng rồi. Đây chẳng hạn như thế này ạ. À, Bưu điện Bình Minh trong tháng bán được 10.000 cái tem, giá mỗi tem là 2.000 đồng, thì thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng này là 10%. Thì lúc này thì giá tính thuế của một con tem các bạn phải xác định là gì ạ? À, bởi vì trong 2.000 đồng này, đây là chứng từ ghi giá thanh toán, nó đã có thuế giá trị gia tăng rồi. Do đó thì tôi cần phải xác định là gì? À, tôi cần phải xác định đây là gì ạ? À, tôi cần phải xác định là đây là chứng từ ghi giá thanh toán. Như vậy trong 2.000 này đã có thuế giá trị gia tăng rồi. Tôi muốn biết được xem rằng là như vậy cái giá chưa thuế, tức là cái giá tính thuế giá trị gia tăng của cái con tem này là bao nhiêu. Thì các bạn sẽ lấy gì ạ? Các bạn sẽ lấy là 2.000, các bạn sẽ chia cho 1 cộng với 10%, thì các bạn sẽ ra được 1.818 đó, phải 182 đồng. Và nếu như các bạn muốn tính thuế trong tháng mà các bạn mà bán được 100 con tem, thì các bạn sẽ lấy 100, rồi các bạn sẽ nhân với cái giá là 1818,182 này, các bạn sẽ nhân với 10% ra các bạn ha, thì các bạn mới ra được là thuế phải nộp ạ. Thuế phải nộp. Thì đây là đối với những cái chứng từ ghi giá thanh toán. Rồi đối với một số những cái dịch vụ theo cái hình thức như là gì ạ? Lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng, thì người ta cũng thường là trong cái chọn gói đó người ta cũng đã quy định là giả sử là cái giá chọn gói này đã bao gồm thuế rồi, thì chúng ta cũng sẽ lấy cái giá chọn gói chúng ta chia ra ha. Và ở đây nó có một cái hình thức này. Thôi cái phần này thì nếu như ở trên lớp thì cũng sẽ trình bày cho các bạn. Còn đây phần này thì chúng ta có, các bạn có thể đọc trong này. Đại loại là nó nói là trong những cái trường hợp mà du lịch hoặc là lữ hành, nếu như mà những cái gói này nó đã chọn gói rồi, thì khi mà xác định doanh thu tính thuế á, thì nó sẽ được trừ đi, nó sẽ được trừ đi cái phần chi phí mà đã chi trả cho cái việc như là ăn nghỉ rồi tham quan và một số những cái khoản chi ở nước ngoài. Nếu như mà có đầy đủ những cái minh chứng hợp pháp thì nó sẽ được trừ trước khi mà các bạn đi tính thuế. Như vậy thì cái nghĩa vụ về thuế các bạn sẽ nộp nó sẽ ít hơn các bạn ha. Ở đối với một số cái dịch vụ như là cầm đồ này, rồi số tiền cần phải thu từ dịch vụ này, thì nó cũng đã bao gồm là số tiền phải thu từ cái việc cho vay cầm đồ và khoản thu khác, nó phát sinh từ cái việc bán hàng, và nó được xác định là giá đã có thuế. Thì tức là sao? Đại loại là cái dịch vụ này, cầm đồ này là đã xác định là đã có thuế rồi, đã có thuế giá trị gia tăng rồi. Và lúc này thì các bạn sẽ làm gì ạ? À, các bạn sẽ xác định giá chưa thuế bằng cái số tiền phải thu. Bởi vì trong số tiền đã phải thu này là nó đã gì ạ? Đã có thuế giá trị gia tăng rồi, và các em chia lại cho 1 cộng với thuế suất thuế giá trị gia tăng. Nó giống như là mấy cái hoạt động về chứng từ thanh toán thôi ạ. Rồi, như vậy đó là trường hợp về giá tính thuế chúng ta đã đi là gì ạ? À, chúng ta đã đi về giá tính thuế. Chúng ta đã đi về giá tính thuế ạ. À, chúng ta đã đi về giá tính thuế. Rồi, các bạn đã đi về giá tính thuế ạ. Các bạn đã có giá tính thuế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi về đến phần thuế suất. Khi mà bất kỳ cái thuế phải nộp thì các bạn sẽ có là giá tính thuế. Như vậy các bạn sẽ ra được cái tiền thuế phải nộp. Rồi, và hiện nay thì chúng ta sẽ có thuế ba cái mức thuế suất, đó là 10%, 5% và 0% nha cả lớp. 0% này các bạn hình dung cho cô nó khác với không chịu thuế. Không chịu thuế thì tôi không phải nộp tờ khai, nhưng 0% là thuế phải nộp của tôi vẫn là không, thì tôi vẫn phải nộp lại. Rồi, như vậy thì luật thuế giá trị gia tăng hiện nay quy định 3 mức thuế suất ạ. À, bạn nào cho cô biết là theo các bạn biết thì ví dụ như trường hợp nào thì chúng ta là có thuế 0% ạ? À?
Trường hợp nào cả lớp ha? Trường hợp nào ạ? Tôi xuất 0% trong trường hợp nào ạ? Dạ thưa cô, là đối với hàng hóa xuất khẩu. Rồi, hàng hóa dịch vụ mà xuất khẩu thì sẽ là gì ha? Sẽ là 0%. Cả lớp ơi, các bạn có 2 phút để các bạn chụp cái màn hình này lại ạ. Các bạn chụp màn hình này lại. Và các bạn phải hiện được tên. Các bạn đang sử dụng điện thoại, các bạn phải hiện được tên của các bạn ấy. Mình thấy rất nhiều sinh viên gửi cho mình là có tên mà. Nó sẽ hiện là bạn này, hoặc là ví dụ như tôi là Trần Minh Huệ, nó sẽ hiện là Trần Minh Huệ. Bên cạnh đó có cái slide này. Các bạn có 2 phút để chụp đi ạ. Xong chưa ạ? Chụp khi mà cô đang còn biết chữ trên màn hình nha. Khi mà cô next đi một cái rồi là coi như là cô sẽ không ghi nhận cái hình ảnh đó nữa. Xong chưa các bạn? Xong rồi cô. Rồi, 2 phút thì nãy giờ xong hết rồi ha. Ở câu chuyện này. Rồi, bây giờ cả lớp có một việc. Cô không biết là các bạn có bị thoát ra khỏi đây không, nhưng mà các bạn nghe đã ha. Các bạn sẽ đi vào app mobile ạ. Khoảng 2-3 phút nữa các bạn sẽ có một bài, một yêu cầu trên app mobile ạ. Rồi các bạn đi vô app mobile ạ. Cô chỉ để có thời gian là 5 phút thôi. Các bạn chỉ có 5 phút để các bạn điểm danh ở trên đó ạ. Rồi, các bạn có 5 phút để các bạn sẽ điểm danh nha. Tranh thủ 5 phút điểm danh đó, các bạn cũng có thể nghỉ ngơi 5 phút. Bạn nào mà xong rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục. Hôm bữa Nguyên nói với cô là thứ 7 ha. Như vậy thì chúng ta thống nhất với nhau là thứ 7 tuần sau là ngày 25 tháng 4 là chúng ta sẽ học... học bù môn thuế vào lúc 13:30. Vậy cô sẽ thông báo trên em mua đồ cho các bạn. Các bạn chụp màn hình nó có hiện tên của các bạn không? Ví dụ như của Linh chụp có hiện không Linh? Linh gửi cho cô thử coi. Có hiện luôn. Rồi gửi thử để cô kiểm tra, để cô xem những bạn khác như thế nào. Thực ra cái việc điểm danh này không phải cái việc mà cô kiểm soát các bạn gì cả. Mà lỡ may mà các bạn làm bài nó như thế nào thì các bạn cũng sẽ có một cái nó để xem xét điểm cho các bạn. Chứ giờ các bạn cũng không đi học, cũng không làm bài được thì cô không có làm sao cả. Đó. Bây giờ cô cho khoảng 10 phút điểm danh. Thôi không có chat tùm lum trên đó nữa nha. Trong quá trình học thì chúng ta sẽ trước buổi các bạn có thể nói chuyện vui với nhau, còn sau buổi học, trong buổi học thì chúng ta chỉ thảo luận hoặc là thắc mắc những cái vấn đề liên quan đến môn học thôi, hoặc những vấn đề đến cái việc học online thôi nha, không có nhắn tin nhiều để ảnh hưởng đến người khác. Rồi chúng ta đi vào nội dung tiếp theo ạ. Như vậy thì hiện nay thuế suất thuế giá trị gia tăng đang có 3 mức thuế suất, đó là 10%, 5% và 0%. Thì 0% chúng ta nói rồi, đối với những cái hàng hóa dịch vụ mà xuất khẩu thì đang được áp dụng thuế 0%. Còn 5% thì
Nhưng nó cũng chỉ được giới hạn cho một số thôi ạ. Chẳng hạn như là những cái hàng hóa dịch vụ mà phục vụ cho cái hàng hóa dịch vụ thiết yếu cũng không chịu thuế ạ. Ví dụ như cô vừa nói, dịch vụ giáo dục và y tế là hai dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng. Thì những cái hàng hóa, sản phẩm mà phục vụ cho y tế, phục vụ cho giáo dục thì chịu thuế suất 5%. Hoặc là ngược lại là gì ạ? À, cái anh mà cà phê á, từ sơ chế, từ doanh nghiệp X đi mua mía đi, đi mua mía từ cái hộ nông dân, thì hộ nông dân này chỉ thu gom mía lại thôi, rồi bỏ lá đi, rồi cột lại đi ha, sau đó bán cho doanh nghiệp X, thì tại khâu từ người hộ nông dân đó, cây mía chỉ qua sơ chế thông thường thôi, không chịu thuế. Nhưng mà từ doanh nghiệp X này lại đi gì ạ? À, doanh nghiệp X này lại đi mua mía, đi bán mía cho một doanh nghiệp B nào đó, thì lúc này cây mía nó lại qua khâu là kinh doanh thương mại thì nó lại chịu thuế cả lớp ha. Đây ạ, ví dụ như thế này. Đây là hộ nông dân mà họ bán mía đi ha, bán mía cho công ty X ạ. Rồi công ty X lại bán mía cho công ty A. Thì đây cũng là cây mía. Thì tại lúc này thì đây là thế không chịu thuế cả lớp nhá, không chịu thuế ạ. Không chịu thuế, tuy nhiên nhưng mà để minh chứng cái việc mua bán, công ty X này vẫn phải có bảng kê ạ. Tức sẽ phải có cái bảng kê về mua mía, số lượng rồi, giá như thế nào. Rồi, tại đây thì cây mía này được bán ra lại với thuế suất là 5% nha cả lớp. Các bạn lưu ý là như vậy ạ. Tại vì qua đây là nó được gọi là khâu kinh doanh thương mại rồi. Còn lại thì ngoài những cái nhóm hàng mà ngoài cái anh mà 5% này ra và anh 0% này ra thì tất cả những cái hàng hóa dịch vụ sử dụng cho sản xuất rồi sản xuất này, rồi sinh hoạt này, rồi phục vụ cho nhu cầu đời sống của con người tiêu dùng đó, những cái hàng hóa thiết yếu đều phải chịu thuế với mức. À, tôi đi nhập khẩu ạ. À, đây tôi làm sản phẩm A này. À, sản phẩm A này nó được nhập khẩu từ nước ngoài về, đây là nước ngoài ha, và sản phẩm A này nó được bán cho phân phối 1 rồi phân phối 2 và đến người tiêu dùng ạ. À, thì nếu như sản phẩm A này nó thuộc danh mục là chịu thuế 10% thì tại khâu nhập khẩu này thuế của nó cũng là 10% và tại đây cũng là 10% và tại đây cũng là 10% các bạn ha. Như vậy là gì ạ? Các mức thuế suất áp dụng thống nhất cho từng hàng hóa dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, thương mại nó được áp dụng là thống nhất cả lớp nha. Trừ cái trường hợp như cô nói là gì ạ? À, cây mía ban đầu là từ hộ nông dân, nó chỉ mới qua sơ chế thông thường thôi và đến công ty X nhưng mà lại ở khâu thương mại thì nó lại là 5% thì nó khác ha. Còn tiếp theo là gì ạ? Phế liệu phế phẩm áp dụng mức thuế suất của chính phẩm. Ví dụ như các bạn đang sản xuất một số những cái nó là một cái sản phẩm A nào đó. Sau này nó bị hư hỏng, nó thành những cái phế liệu phế phẩm đi ha. Nó thành phế liệu, các bạn đi bán phế liệu thì A này mà đang là thuế suất 10% thì lúc mà cái phế liệu này nó cái bản chất của nó, cái hình thái của nó không còn nguyên vẹn như cái thằng A nữa bởi vì nó là những cái sản phẩm hư hỏng, sản phẩm thải rồi. Nhưng nó vẫn được áp dụng với mức thuế suất thống nhất là 10% nha cả lớp. Rồi tiếp theo là gì ạ? Giống như anh thuế tiêu thụ đặc biệt thôi, cơ sở kinh doanh phải khai cho từng mức thuế suất. Nếu không theo từng mức thuế suất thì nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất. Bởi vì sao ạ? Bởi vì một doanh nghiệp kinh doanh rất nhiều mặt hàng, nếu như hàng hóa đó là 10%, 5% mà anh không kê khai cụ thể cho từng mặt hàng hóa thì sau này cơ quan thuế sẽ ấn định một cái mức thuế cao nhất mà anh đang áp dụng thôi ạ. Thì đó là cái nguyên tắc áp dụng ha. Rồi thuế suất 0% thì hiện nay các bạn chỉ nhớ cho cô là trong thông tư thì quy định rất là cụ thể rồi, nhưng cái các bạn cần nhớ mà để phục vụ cho cái môn học này đó là gì ạ? Hoặc là cái kiến thức cơ bản của các bạn là gì ạ? Thuế không hoặc là dịch vụ mà xuất khẩu gì ạ? Dịch vụ của hành ngành hàng hải cung cấp trực tiếp cho tổ chức ở nước ngoài hoặc thông qua đại lý, khi mà một kinh doanh dịch vụ mà cái dịch vụ này được cung cấp ra khỏi cái biên giới Việt Nam thì nó được gọi đó là xuất khẩu. Hay là dịch vụ của ngành hàng không cung cấp trực tiếp cho tổ chức ở nước ngoài hoặc là thông qua đại lý ở nước ngoài thì cũng áp dụng thuế 0% ha. Hoặc là các cái hoạt động vận tải quốc tế liên quan đến chuyên chở người này, hàng hóa hay là hàng hóa dịch vụ xuất khẩu thì các bạn phải nhớ sau này đi thi lúc nào nó cũng sẽ có những cái câu liên quan đến gì ạ?
sau này các bạn sẽ thấy là gì? À, nó sẽ có hàng hóa dịch vụ xuất khẩu các bạn ha. Như vậy các bạn nhớ cho cô, hàng hóa dịch vụ xuất khẩu thì sẽ áp dụng mức thuế suất là 0%. Rồi tiếp theo là gì ạ? Hay là một số những cái trường hợp mà tức là cũng là xuất khẩu nhưng lại có một số trường hợp ngoại lệ, nó lại không áp dụng thuế suất 0% ạ. Ví dụ như là những trường hợp này. À, các bạn cái này thì các bạn đọc trong slide cho cô trang 45 nhé. À, chẳng hạn như là thuốc lá, rượu bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu thì nó lại không áp dụng thuế suất 0%. Rồi hoặc là một số những cái trường hợp là xe ô tô bán cho tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan ạ. Tức là nếu như mà bán cho tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan mà những cái tổ chức cá nhân này không đăng ký thì nó sẽ không được áp dụng thuế 0% mà nó vẫn được áp dụng cái mức thuế bình thường của cái sản phẩm đó. Thì đó là những cái mà các bạn nhớ cho cô. Rồi. À, cái thuế suất 5% này thì các bạn lưu ý cho cô trong cái thông tư 219 và thông tư 26 nhé. Người ta sẽ quy định liệt kê tất cả những cái hàng hóa dịch vụ đó ra. Thì còn thời gian cô muốn trao đổi với các bạn về vấn đề khác hơn ạ. À, ví dụ như là gì ạ? Nước sạch này, phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Rồi một số dịch vụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như là đào đắp, nạo vét kênh mương, ao hồ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Rồi hay là một số những đây này, sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế, bảo quản ở khâu kinh doanh thương mại thì nó chịu thuế là 5% ạ. Rồi, hay là còn một số như là gì ạ? Đường phụ phẩm trong sản xuất đường, bao bã mía, bã bùn, rồi thực phẩm tươi sống ở khâu kinh doanh thương mại, lâm sản chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại. Tức là những thằng này nếu mà nó chưa qua chế biến này, mà nó ở cái khâu đầu tiên từ trực tiếp từ cái hộ nông dân hoặc là cái cá nhân tổ chức mà đánh bắt ấy, thì là không chịu thuế. Nhưng mà khi mà nó đã được luân chuyển qua cái khâu kinh doanh thương mại rồi thì nó là 5% các bạn nhé. Rồi rất là nhiều những cái này các bạn đọc trong thông tư cho cô ạ. Nhiều lắm, thuế 5% người ta liệt kê ra hết rồi. Rồi, như vậy thì là gì ạ? Ngoài những cái anh mà chịu thuế 0% và 5% ra thì tất cả những cái hàng hóa dịch vụ thông thường thiết yếu khác đều chịu thuế suất là 10%, chỉ trừ những cái gì ạ? Trừ những cái đó là không, những anh mà đã chịu thuế 0% và 5% này ra thì tất cả trong cái cuộc sống hàng ngày mà các bạn gặp những hàng hóa dịch vụ mà chúng ta thấy thì nó đang là thuế 10% nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi về phương pháp này ạ. À, đây là một cái nội dung mà sinh viên mình lưu ý các bạn phải nắm được thì các bạn mới có thể hiểu được cái bản chất vấn đề của thuế này ạ. Và chúng ta hiện nay thì đang có hai phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng, hoặc là người ta gọi tắt đây là phương pháp trực tiếp. Rồi, tôi có phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp thì các bạn lưu ý cho cô nhé. Đó là cái nội dung này này, nội dung này các bạn lúc nó sẽ theo các bạn ở trong kỳ thi cũng như là nó sẽ xuyên suốt các bạn đến với chương 3, chương 5 các bạn nhé, chương 5 này. Nó sẽ xuyên suốt các bạn luôn. Như vậy thì cái phần này các bạn sẽ nhớ là mình sẽ giới hạn cho các bạn đi thi là gì ạ? Là sẽ áp doanh nghiệp sẽ áp dụng theo phương pháp khấu trừ. Tuy nhiên nếu như có trắc nghiệm trong thi, các bài trắc nghiệm tôi vẫn đưa những cái nội dung về phương pháp trực tiếp vào đó. Như vậy cái phần này các bạn vẫn phải đọc để các bạn hiểu về bản chất ha. Như vậy thì hiện nay có hai phương pháp, doanh nghiệp sẽ có hai phương pháp đó là gì ạ? Một là phương pháp khấu trừ. Phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp ạ. À gì ạ? Phương pháp này đối với hai doanh nghiệp thì nó sẽ được áp dụng tùy vào theo cái quy mô ạ. Thường thì những doanh nghiệp mà có quy mô lớn ơn hơn, có quy mô lớn này, có vốn gì ạ, có kém doanh thu hàng năm của họ là từ 1 tỷ đồng trở lên thì họ bắt buộc phải theo phương pháp khấu trừ các bạn ạ. Hoặc là tôi mới thành lập, tôi chưa xác định được doanh thu thì tôi có thể áp dụng phương pháp trực tiếp luôn. Nhưng mà khi mà sang 1 năm sau mà tôi tính toán lại mà doanh thu của tôi mà trên 1 tỷ thì tôi bắt buộc phải chuyển sang phương pháp khấu trừ. Cái phương pháp trực tiếp này thì nó đơn giản lắm. Bạn nào mà ra ngoài đi làm, những bạn kế toán mới ra trường đi làm, cái doanh nghiệp trực tiếp thì rất là đơn giản. Chẳng hạn như là doanh thu của tôi là 100 triệu, tôi nộp thuế giá trị gia tăng là 10% thì tôi sẽ nộp trên doanh thu luôn, là tôi nộp 10 triệu. Nhưng mà anh này thì không, anh khấu trừ này phải xác định được gì ạ? À, thuế đầu vào được khấu trừ, đầu vào được khấu trừ ạ. Anh này phải xác định được thuế đầu vào được khấu trừ, rồi thuế đầu ra. Và để xác định được cái này thì anh phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ. Đương nhiên anh này vẫn phải có hóa đơn chứng từ rồi, nhưng mà nó đơn giản hơn ạ.
Còn đây anh cũng phải có hóa đơn chứng từ và anh mới xác định là thuế phải nộp. Thuế phải nộp. Rồi anh phải nộp tờ khai. Nộp tờ khai ạ. Anh này thì cũng vẫn nộp tờ khai nhưng mà tờ khai đơn giản thôi, bởi vì chúng ta chỉ có doanh thu và thuế suất, chúng ta nhân trực tiếp lên trên doanh thu rồi ạ. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phương pháp đầu tiên, đó là phương pháp khấu trừ ạ. Thì phương pháp khấu trừ này nó được áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đầy đủ cái chế độ hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán hóa đơn chứng từ các bạn ha. Tức là muốn phương pháp nào thì anh cũng phải thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn chứng từ rồi theo quy định của pháp luật. Mọi doanh nghiệp nào cũng phải có cái bộ phận kế toán để mà phải có sổ sách kế toán, có bán hàng thì có xuất hóa đơn, tức là đầy đủ những cái quy định của luật kế toán ạ. Nhưng mà cụ thể là gì ạ? À, cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa cung cấp dịch vụ từ bao nhiêu ạ? Từ có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên. Các bạn lưu ý cho cô ạ, người ta cho cái câu là gì ạ? Đang hoạt động, tức là tôi đang hoạt động rồi, tôi đã biết được là doanh thu của tôi là doanh thu hàng năm của tôi rồi là 1 tỷ. Đương nhiên là tôi đang hoạt động thì tôi mới biết được là doanh thu của tôi nó có trên 1 tỷ hay không. Còn giả tự tại thời điểm là tháng 5 năm 2020 mà tôi thành lập doanh nghiệp thì lúc này tôi chưa hề biết là doanh thu của tôi như thế nào, thì tôi có thể là theo phương pháp trực tiếp. Nhưng mà giả sử là hết năm 2020 người ta tính trung bình, người ta tính cái doanh thu trung bình của một tháng và tính tổng lên 12 tháng nhân lên, nếu như mà nó lớn hơn 1 tỷ các bạn thì các bạn bắt buộc phải chuyển sang phương pháp khấu trừ. Các bạn lưu ý cho cô ha. Rồi hoặc là trường hợp thứ hai là gì ạ? Có thể là những cái doanh nghiệp họ có cái doanh thu của họ là dưới 1 tỷ đồng đấy, nhưng mà họ lại có đơn đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ. Nhưng mà thực tế thì đương nhiên chẳng có anh nào mà dại để mà đi đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ này đâu các bạn. Bởi vì theo cái phương pháp khấu trừ này thì nó đòi hỏi nó sẽ phức tạp hơn nhiều so với anh phương pháp trực tiếp ạ. Thường thì các hộ cá nhân kinh doanh, hộ gia đình kinh doanh ấy, thì hoặc là những cái doanh nghiệp nhỏ thì họ sẽ sử dụng cái phương pháp trực tiếp thôi. Hoặc là tổ chức cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí, nộp theo cái phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai nộp trừ thay ha. Thì đó là cái trường hợp này. Có thể sau này lưu ý một vài câu trắc nghiệm cô sẽ hỏi là cái phương pháp khấu trừ được áp dụng khi nào, hoặc doanh nghiệp thỏa mãn cái điều kiện nào thì sẽ áp dụng phương pháp khấu trừ. Thì những cái này các bạn phải nhớ được ha. Rồi, chúng ta sẽ đi về gì ạ? Thuế giá trị gia tăng phải nộp được xác định theo công thức sau. Thuế phải nộp thì sẽ bằng là thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ đi thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Đó là lý do tại sao cô lại đi trước phần giá tính thuế. Bởi vì lúc này các bạn có gì ạ? À, lúc này các bạn có thuế đầu ra. Thuế đầu ra thì các bạn cũng có rồi. Các bạn sẽ dựa trên cái gì ạ? Thuế đầu ra các bạn sẽ dựa trên cái tài khoản mà nên này các bạn 331 này này. Còn thuế đầu vào được khấu trừ của các bạn là trên tài khoản 133, tức là nó phải có sổ sách. Và đương nhiên thuế này phải nộp thì nó sẽ bằng là số lượng nhân đơn giá và nhân với thuế suất đúng không ạ? Và anh này cũng vậy, cũng sẽ bằng là số lượng nhân đơn giá và nhân với thuế suất. Nhưng nó sẽ phức tạp hơn, đó là anh này phải đáp ứng một số điều kiện thì anh mới được trừ ạ. Tôi giả sử như là trong năm vừa rồi tôi thuế đầu vào của tôi là 100 triệu. Đầu vào của tôi ha, tôi gọi đây là đầu vào thôi, đây là thuế đầu ra của tôi là 200 triệu. Thì lúc này không phải lúc nào thuế tôi phải nộp cũng là 200 trừ 100 và bằng 100 triệu đâu. Nếu như giả sử trong 100 triệu này có vài anh không có 20 triệu tiền thuế nằm trong một cái hóa đơn 200 triệu mà bị sai, hoặc là lẽ ra phải thanh toán bằng chuyển khoản mà tôi lại thanh toán bằng tiền mặt, thì tôi sẽ bị thuế sẽ loại khỏi ngay. Có thể nó sẽ là 200 chỉ trừ đi cho 20 thôi và bằng 80, bằng gì ạ? Bằng 180 triệu phải nộp. Nên cái phần anh này để mà được khấu trừ thì nó đảm bảo rất đủ, rất ba cái điều kiện thì lát nữa chúng ta sẽ gặp. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ đi vào xem thuế đầu ra được xác định như thế nào. Đây ạ, thuế đầu ra thì sao ạ? À, thuế đầu ra thì của chúng ta sẽ xác định là gì ạ? À, thuế giá trị gia tăng đầu ra sẽ bằng là số lượng tính thuế. À, bằng số lượng tính thuế nhân với đơn giá tính thuế của hàng hóa dịch vụ chịu thuế bán ra.
và nhân với thuế suất. Như vậy đơn giá tính thuế chính là cái phần giá tính thuế đó. Nếu như mà tôi bán hàng hóa ra mà hàng hóa này chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì tính như thế nào? Tôi vừa trình bày rồi, chịu thuế bảo vệ môi trường hoặc là trả góp thì như thế nào? Rồi hoặc là tôi bán hàng gửi đại lý. Tôi bán hàng gửi đại lý. Rồi hoặc là gì ạ? À hoặc là trường hợp này tôi dùng để trao đổi. Trao đổi biếu tặng. Biếu tặng thì tôi xác định thuế như thế nào? Thì đó là cái phần mà chúng ta đã tìm hiểu phía trước rồi. Bây giờ các bạn chỉ việc lắp vào cái công thức này thôi ạ. Và nhân với thuế suất thì thuế suất này các bạn đã có 3 mức thuế suất rồi, 0%, 5% và 10%, thì phần này cô đã cho các bạn rồi ạ. Như vậy thì chúng ta sẽ coi xem là cái số lượng tính thuế này. Đây, ví dụ như thế này đã ha. À, một doanh nghiệp này bán ra 100 sản phẩm với giá đã có thuế là 1,1 triệu đồng trên sản phẩm, với thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10% chẳng hạn. Thì lúc này các bạn sẽ có cái giá tính thuế là gì ạ? À, các bạn sẽ có giá tính thuế của cái sản phẩm này. Vậy vì ở đây là người ta cho gì ạ? Giá bán đã có thuế rồi này. À, người ta cho là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng rồi. Hoặc là người ta mạng ngoặc là giá thanh toán. Nhưng vậy thì trong 1,1 triệu đồng này là đã có thuế rồi. Nãy tôi học là giá bán làm căn cứ tính thuế giá trị gia tăng sẽ là cái giá mà chưa có thuế giá trị gia tăng. Như vậy tôi sẽ lấy 1,1 triệu này, tôi sẽ chia cho 1 cộng với 10% các bạn ha. Như vậy thì tôi sẽ là bằng 1 triệu. Rồi do đó thì tôi sẽ lấy số lượng là bao nhiêu. Tôi bán với số lượng là 100 rồi, nhân với đơn giá và nhân với thuế suất. Như vậy thì thuế đầu ra của tôi sẽ ra là 10 ạ. Thì đây là một cái ví dụ nó minh họa hết sức là đơn giản về cái phần các bạn xác định thuế giá trị gia tăng đầu ra nhé. Rồi chúng ta có một cái nguyên tắc đó là gì ạ? À, chúng ta có một cái nguyên tắc ở đây để đối với thuế giá trị gia tăng đầu vào ấy mà để được khấu trừ thì cả lớp phải lưu ý cho cô cái nguyên tắc nhé. Rồi, cô quay trở lại cái này một xíu nhé, các bạn ha. À, trước khi mà đi đến cái phần này á, thì các bạn lưu ý cho cô đó là gì ạ? À, cái số lượng ở đây này, cái số lượng mà chúng ta thuế đầu ra á, thì các bạn phải xác định nó vào số lượng, cái số lượng mà tính thuế á. Thì ở đây số lượng nó quy định là cái số lượng tiêu thụ thực tế các bạn nhé. Đây là sẽ là số lượng tiêu thụ thực tế ạ. Số lượng tiêu thụ thực tế. Rồi, bao gồm là gì ạ? À, nó bao gồm cả trao đổi này, tiêu dùng nội bộ. Nó bao gồm là gì ha? Bao gồm cả với trao đổi này, rồi cho này, biếu, rồi tặng và tiêu dùng nội bộ các bạn ha. Tiêu dùng nội bộ nhưng mà phải không tiếp tục cho quá trình sản xuất kinh doanh ạ. Không tiếp tục cho sản xuất kinh doanh. Cái này nãy cô nói rồi. Như vậy là số lượng thực tế tiêu thụ trong kỳ. Trong kỳ này ngoài cái việc mà tôi bán thì tôi còn trao đổi biếu tặng này, các bạn phải tính để các bạn ghi nhận hết về thuế cho cô ha. Và cái thời điểm mà để chúng ta tính thuế đầu ra á các bạn, cái thời điểm này mà để chúng ta tính cái thằng này này, cái thời điểm mà để chúng ta tính thuế, thời điểm ha, cũng tương tự như anh thuế tiêu thụ đặc biệt thôi, là thời điểm mà các bạn chuyển giao cái quyền mà sở hữu về hàng hóa hoặc là dịch vụ cho khách hàng. Như vậy là cái thời điểm mà chúng ta chuyển giao các bạn ha, chuyển giao quyền ạ. Chuyển giao cái quyền sở hữu. Rồi, như vậy các bạn sẽ không phân biệt là đã trả tiền hay chưa. Như vậy tại thời điểm là tháng 2 năm 2020, tôi bán hàng cho khách hàng 1.000 sản phẩm. Nhưng mà khách hàng thanh toán cho tôi vào tháng 3 năm 2020 với thanh toán. Thì tại cái thời điểm tháng 2 năm 2020 này, các bạn sẽ phải ghi nhận thuế rồi các bạn nhé. Các bạn đều phải ghi nhận cái nghĩa vụ về thuế rồi. Như vậy thì các bạn lưu ý cho cô là thời điểm mà chúng ta xác định thuế giá trị gia tăng ý, tức là thời điểm mà chúng ta tính thuế là thời điểm mà chúng ta chuyển giao cái quyền sở hữu hoặc là cái quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. Chúng ta không phân biệt là đã thu được tiền hay chưa các bạn ha. Hoặc là đó là đối với hàng hóa. Còn đối với trường hợp là gì ạ? Đối với trường hợp mà chúng ta cung ứng dịch vụ cho khách hàng thì cũng là cái thời điểm mà các bạn hoàn thành cái việc cung ứng dịch vụ, hoặc là cái thời điểm mà chúng ta lập hóa đơn cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Và luôn luôn nhớ cho cô là gì ạ? À, không phân biệt được là đã thu tiền hay chưa. Nếu như các bạn quay trở lại một chút xíu về nguyên lý kế toán thì nó chính là cái cơ sở gì các bạn ha? Là cơ sở dồn tích.
Mọi nghiệp vụ kinh tế chúng ta được ghi nhận vào cái thời điểm phát sinh chứ không dựa vào cái thời điểm thực tế thu chi tiền các bạn nha. Như vậy thì các bạn nhớ cho cô, số lượng là số lượng thực tế tiêu thụ, còn thời điểm là thời điểm mà đã xác định cái việc mà chuyển giao quyền sở hữu về hàng hóa dịch vụ cho khách hàng rồi ạ. Ở như vậy thì chúng ta sẽ đi về thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ ạ. Như vậy đây là một cái nguyên tắc được khấu trừ, và tôi cho rằng là cái nguyên tắc này nó rất quan trọng. Mình nhớ ở lớp nào ta, có một lớp thi cuối kỳ có một cái câu là gì ạ? Anh chị hãy chỉ ra cái nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Thì lúc đó các bạn lại không biết cái nào là nguyên tắc. Các bạn lại chỉ ra là doanh nghiệp trên 1 tỷ này hay cái gì đó. Nguyên tắc tức là sao ạ? Thực tế một doanh nghiệp khi mà đi mua hoặc mua sản phẩm, đi mua ở đầu vào. Từ nay các bạn tôi đi mua hàng này, tôi đi nhập này, tôi đi mua hàng. Thì tôi gọi đây là đầu vào ạ. Đầu vào các bạn ha. Rồi tôi đi bán hàng này, tôi xuất hàng hay là tôi tiêu thụ gì đó, tiêu thụ. Thì các bạn sẽ gọi nó là đầu ra, đúng không ạ? Rồi như vậy các bạn nhìn đây ạ. À, một doanh nghiệp thì họ đi mua hàng hóa về, họ sử dụng, phục vụ cho cái việc bán hàng. Thì nó sẽ có nhiều cái hình thức như sau. Thứ nhất, nếu như họ đi mua hàng hóa mà đầu vào chịu thuế giá trị gia tăng, thì họ phải trả một cái số tiền thuế giá trị gia tăng rồi. Nhưng mà mua về mà đầu ra của họ chịu thuế, nếu như đầu ra của họ chịu thuế, thì họ được khấu trừ toàn bộ. Rồi, trường hợp đầu tiên nhìn lên đây ạ. À, tôi là một công ty, tôi kinh doanh về sản phẩm A ha. Công ty X này là về sản phẩm A chịu thuế 10%. Nếu như mà tôi đi mua về, đầu vào của tôi là mua 1 triệu, thuế của tôi là gì ạ? Thuế của tôi là 100 đồng. Đầu ra của tôi bán 5 triệu và thuế của tôi là 500 đồng. Thì lúc này đầu vào của tôi á, tôi chịu thuế. Bởi vì sản phẩm A này khi mà tôi bán, nó là chịu thuế giá trị gia tăng, thì lúc này tôi sẽ được khấu trừ toàn bộ. Thì lúc này thuế phải nộp của tôi bằng gì ạ? À, thuế phải nộp của tôi sẽ bằng gì đây các bạn? Sẽ bằng 500 trừ đi bao nhiêu đây ạ? Bằng 100 và bằng gì ạ? Bằng 400. Như vậy là đầu vào này của tôi đây là trừ hết cho 100, tức là tôi được khấu trừ toàn bộ. Tuy nhiên tôi đang giả sử ở đây là trong trường hợp này, những cái hóa đơn chứng từ này tôi đều đầy đủ hết rồi ha. Như vậy thì đầu vào, thuế giá trị gia tăng đầu vào mà đầu ra của nó chịu thuế thì nó sẽ được khấu trừ toàn bộ ạ. Rồi ngược lại là gì ạ? Đầu ra chịu thuế và không chịu thuế. Bởi vì không thể phải là doanh nghiệp lúc nào cũng chỉ kinh doanh một mặt hàng hóa đâu. Doanh nghiệp của tôi có thể kinh doanh mặt hàng A, B, C. Nhưng mà trong đó thì A chịu thuế ạ. B lại không chịu thuế. B không chịu thuế. C thì lại chịu thuế. Như vậy thì lúc này nó sẽ xảy ra gì ạ? À, như vậy thì đầu vào của tôi vừa sử dụng cho chịu thuế và không chịu thuế, thì lúc này cái thuế được khấu trừ của tôi, luật quy định là gì ạ? Sẽ được phân bổ theo phần trăm giữa doanh thu và chịu thuế và tổng doanh thu. Như vậy tôi sẽ xem là trong này, à, doanh thu của thằng A, thằng C này trên cho tổng doanh thu của thằng A, B, C này là bao nhiêu các bạn ha. Thì tôi sẽ tính theo cái tỷ lệ phần trăm đó, tôi nhân với cái thuế đầu vào ra, thì đó là thuế được khấu trừ ạ. Giả sử như 100 này mua về mà để cho A, B, C và A, B, C là 500, thì tôi sẽ không được khấu trừ hết. Tôi sẽ không được khấu trừ hết này đâu. Và tôi sẽ xác định xem là, à, trong 5 triệu này thì cái doanh thu của thằng A, thằng C là bao nhiêu. Tôi chia ra thì tôi lấy tỷ lệ phần trăm, tôi nhân với 100 ạ. Thì đó là tôi được khấu phân bổ theo tỷ lệ phần trăm. Còn đương nhiên rồi, trường hợp thứ ba thì nếu như đầu vào tôi chịu thuế và đầu ra không chịu thuế thì tôi không được khấu trừ rồi. Giống như trường hợp là gì ạ? Tôi mua bao bì về để tôi phục vụ cho việc là tôi đóng bao bì muối, tôi bán mà muối lại không chịu thuế chẳng hạn, thì trường hợp đó tôi sẽ không được khấu trừ. Thì đây là một cái nguyên tắc, các bạn sẽ phải ghi nhớ cái nguyên tắc này cho cô nhá. Các bạn có thể khoanh vào, các bạn sẽ nhớ cái nguyên tắc này cho cô ạ. Rồi, chúng ta sẽ đi vào một cái ví dụ. À, tuy nhiên thì trong thực tế, đối với những cái doanh nghiệp mà kinh doanh nhiều cái hàng hóa dịch vụ thì nó sẽ có nhiều trường hợp ạ. Đó là gì ạ? Có những doanh nghiệp thì người ta đã hạch toán ngay từ đầu, người ta đã hạch toán riêng biệt rồi, riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào. Họ mua về cụ thể và họ chia cho là, à, bao nhiêu sử dụng cho cái hàng hóa chịu thuế, bao nhiêu sử dụng cho hàng hóa không chịu thuế. Nhưng có trường hợp thì sẽ không hạch toán. Chúng ta đi vào cái ví dụ đầu tiên là giả sử là cơ sở kinh doanh này hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào.
thì họ sẽ xác định như thế nào ạ? Các bạn đọc ví dụ đi ạ. À, tôi đang giả sử ở đây là gì ạ? Ừ, công ty này, công ty Thành Thái, họ mua vào 200 kg túi ni lông để đóng bao bì sản phẩm. Và tổng số thuế đầu vào của 200 này là 5 triệu. Tức là khi mà đi mua 200 kg túi này là chịu thuế ha. Cái này là chịu thuế này. Và chịu thuế mà mình không biết là giá họ bao nhiêu, nhưng đại loại là họ có chịu thuế giá trị gia tăng. Thì khi mà đi mua thì chúng ta ngoài cái việc mà thanh toán tiền túi bao bì ni lông ra, các bạn còn phải thanh toán tiền gì ạ? Các bạn phải thanh toán là tiền tiền thuế, và cụ thể là 5 triệu cho 200 kg. Nhưng 200 kg này, 200 kg này là gì ạ? 200 kg này về tôi được chia ra là gì ạ? Ở đây kế toán hạch rõ rồi, 150 kg là tôi dùng cho ai ạ? À, tôi dùng cho đường. Còn lại là gì ạ? 50 kg tôi sử dụng cho ai ạ? Tôi sử dụng cho muối. Nhưng mà trong trường hợp này là gì ạ? À, đang giả sử là muối thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng. Muối không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. Thì lúc này người ta hỏi là thuế đầu vào được khấu trừ của túi ni lông là bao nhiêu? Như vậy chúng ta sẽ, nó sẽ rơi vào trường hợp là gì ạ? Vào cái trường hợp thứ hai các bạn ha. Như vậy thì đầu vào mà đầu ra vừa chịu thuế và không chịu thuế, thì các bạn sẽ tính thêm trong trường hợp này là thuế sẽ được khấu trừ là bao nhiêu ạ? Trường hợp này thì dễ rồi, bởi vì sao ạ? Kế toán họ đã ghi nhận gì ạ? À, kế toán họ đã ghi nhận hết là bao nhiêu sử dụng cho bao bì để đóng đường, bao nhiêu sử dụng cho muối. Rồi các bạn làm ví dụ này đi ạ. Làm thì phải hiểu nha. Rồi các bạn làm cái ví dụ đó đi ạ. Rồi các bạn làm đi ạ. Ở trường hợp này thì bởi vì cơ sở kinh doanh của chúng ta là đã hạch toán cụ thể rồi, tức là kế toán họ đã hạch toán ngay từ đầu rồi ạ. À, mình thấy trong cái điểm danh có cái bạn nào tên là Hoàng gì đây, à, bạn bạn gửi Lê Dương Hoàng gì đây, bạn gửi nhưng mà mình thấy có chữ nó hiện lên bạn đâu, không có hiện tên của bạn thì mình sẽ không chấp nhận ạ, bởi vì mình đã nói ngay từ đầu rồi. Đó, ví dụ ai chụp thì người ta đều hiện tên của họ lên. Nên những bạn chụp mà cái người gửi và cái người cái tên đó không phải thì không được nha. Trong Google Meet là họ hiện lên là khi mà chúng ta chụp màn hình thì chúng ta sẽ là cái người hiện đầu tiên. Và nên trường hợp cái bạn Hoàng này là tôi không chấp nhận này. Rồi, bạn nào làm xong chưa ạ? Rồi, bạn nào làm ra bao nhiêu ạ?
ra 3.750.000. Rồi, còn bạn nào nữa không ạ? Ngoài bạn Linh ra thì còn bạn nào khác ạ? Rồi, vậy thì bạn nào làm luôn đi ạ? Các bạn sẽ có gì ạ? À, như vậy trong trường hợp này chúng ta có như vậy thì thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ ở đây, các bạn làm thế nào ạ? Bằng 5 triệu. Bằng gì ạ? 5 triệu nhân với bằng 5 triệu nhân với gì ạ? Nhân với 150 chia cho 200. Nó nhân với 150 chia cho 200, bởi vì trường hợp này là chúng ta đang tính cho gì ạ? Bởi vì trong trường hợp này thì muối là thuộc diện không chịu thuế mà đường là chịu thuế, như vậy thì kế toán đã làm một cái việc rất là đơn giản rồi. Họ đã hạch toán riêng cho 150 này để sử dụng cho đường và 50 để sử dụng cho muối rồi ạ. Chúng ta sẽ có như vậy là 5 triệu nhân với 150 chia cho 200 thì các bạn sẽ ra được là gì ạ? 3 triệu 750 ngàn. Như vậy thì các bạn chỉ được khấu trừ 3 triệu 750 ngàn thôi nha. Chứ bạn nào mà không để ý lại đi khấu trừ hết 5 triệu như vậy là chúng ta sai. Bởi vì đây là nó rơi vào cái nguyên tắc thứ hai. Đầu vào, thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Nhưng mà đầu ra thì lại gì ạ? Đầu ra thì lại vừa chịu thuế và không chịu thuế. Nhưng đây là đối với trường hợp mà kế toán hạch toán riêng biệt ra. Còn nếu mà trường hợp mà doanh nghiệp không hạch toán mà đến cuối kỳ thì với xác định thì xác định như thế nào ạ? Chúng ta sẽ sang cái ví dụ thứ hai ạ. Rồi, các bạn qua ví dụ số 2 đi ạ. Rồi, ví dụ số 2 ở đây thì nó cũng với cái thông tin tương tự như vậy. Nhưng mà chúng ta lại có thêm cái gì ạ? À, đó là cơ sở này họ không hạch toán riêng. Tức là tôi, bởi vì có những cái chúng ta đâu hạch toán riêng được ạ. Ví dụ như là điện nước, điện cùng một cái cửa hàng đó, cùng một cái bộ phận bán hàng đó. Tôi vẫn bán muối, tôi vẫn bán đường, nhưng mà điện của tôi làm sao tôi biết được là bao nhiêu muối để lại thì hết bao nhiêu điện, bao nhiêu muối thì hết bao nhiêu tiền điện thoại, đúng không? Có những cái dịch vụ, những cái dịch vụ mua ngoài đó như điện nước này, rồi hoặc là về tiền điện thoại thì chúng ta sẽ không thể hạch toán được ạ. Như vậy thì các bạn cho cô một cái thông, làm cho cô cái ví dụ này ha. Công ty Thành Thái phát sinh thêm cái tiền thuế đầu vào của dịch vụ điện thoại các bạn ha. Phát sinh thêm của cái dịch vụ của điện thoại gì ạ? Trong kỳ là 10 triệu. Dịch vụ điện thoại này phục vụ sản xuất mặt hàng đường và muối, và muối thì thuộc diện là không chịu thuế giá trị gia tăng. Như vậy thì vẫn là đường và muối hao, và muối không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. Kế toán công ty thì không hạch toán riêng thuế đầu vào được khấu trừ và thuế giá trị gia tăng đầu ra không được khấu trừ của dịch vụ điện thoại. Tức là họ không hạch toán được cái dịch vụ đầu vào được khấu trừ của cái dịch vụ điện thoại này được. Như vậy thì nó chỉ cho chúng ta một cái thông tin là gì ạ? Nhưng mà trong kỳ này thì cái doanh thu mà chưa có thuế của đường trong kỳ là 1 tỷ. Còn lại doanh thu của muối là 200 triệu ạ. Như vậy thì nó vẫn rơi vào nguyên tắc thứ hai, và người ta nói là chúng ta sẽ tính theo tỷ lệ phần trăm doanh thu. Như vậy bạn nào tính cho cô, như vậy thì trong trường hợp này thì thuế đầu vào được khấu trừ bằng bao nhiêu ạ?
Làm thật chứ làm thử sao? Rồi mà em làm sao ạ? Trời ơi, đọc 1.000 triệu. Rồi. Dạ cô chấp. Rồi, bạn Nam là sao ạ? Bởi vì sao các bạn? Tại sao em lại lấy nhân đến 1 tỷ ha? Theo tỷ lệ phần trăm doanh thu đúng không? Như vậy thì chúng ta chỉ được khấu trừ cho cái doanh thu của ai ạ? Của Đường chứ. Sao lại muối? Muối là không chịu thuế mà đúng không? Rồi bạn sẽ lấy là 10 triệu. Rồi các bạn sẽ nhân với gì ạ? 10 triệu này rồi nhân với 1 tỷ. Rồi các bạn sẽ nhân với 1 tỷ ha. Rồi các bạn sẽ chia cho 1 tỷ 2 đúng không? Rồi ra bao nhiêu ạ? Rồi, như vậy là ra 8 triệu 333 ngàn. Rồi, như vậy thì đây là thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ nhá. Cả lớp lưu ý cho cô ạ, bởi vì sao ạ? Lúc này bởi vì kế toán người ta không có hạch toán riêng biệt nữa mà người ta lại chỉ cho như vậy thì chúng ta phải xác định là gì ạ? À như vậy cuối kỳ tôi sẽ tổng hợp xem trong kỳ này doanh thu của cái hàng đường mà chịu thuế là bao nhiêu và doanh thu của muối là bao nhiêu, sau đó tôi sẽ phân bổ theo cái tỷ lệ phần trăm doanh thu của cái anh mà chịu thuế giá trị gia tăng thôi ạ. Thì đó là ba cái nguyên tắc cả lớp phải nhớ cho cô nha. Vậy thì ba nguyên tắc đó nó khá là quan trọng đó. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp ạ. Rồi có một cái lưu ý này thì cũng để trình bày cho các bạn hiểu ạ. Đó là gì? Cái lưu ý ở đây á, trường hợp là tài sản cố định mà là ô tô chở từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Tức là chúng ta sẽ không tính cái ô tô mà sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách hoặc kinh doanh du lịch, khách sạn, đại loại là trong một cái doanh nghiệp. Nếu như họ không kinh doanh vận chuyển hàng hóa, họ không mua ô tô để kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách hoặc là kinh doanh du lịch, khách sạn ấy, những cái doanh nghiệp bình thường khác mà họ có mua tài sản cố định về là ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, có thể là một cái ô tô này để mà lâu lâu họ sử dụng như là các quản lý của doanh nghiệp sẽ đi hoặc là để đi tiếp khách hay là gì đó, chứ không phải là trong những cái lĩnh vực chuyên chuyên về hàng hóa hành khách này ha, thì người ta sao ạ? À người ta chỉ cho phép khấu trừ từ bao nhiêu đây ạ? Là gì? Người ta nói là tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống có giá trị vượt trên 1,6 tỷ đồng thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng với phần giá trị vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ, tức là người ta sẽ không cho khấu trừ cao. Như vậy tôi đang giả sử ha. À, tôi đang giả sử là gì ạ? À, tôi đang giả sử là tôi đi mua doanh nghiệp này có đi mua một cái ô tô 9 chỗ ngồi với giá là 2 tỷ, với giá là 2 tỷ đi các bạn ha. Là 2 tỷ thì lúc này thuế giá trị gia tăng là 10% ạ. Thuế giá trị gia tăng là 10%. Thì lúc này thuế đầu vào của chúng ta là bao, các bạn tính được là bao nhiêu ạ? Thuế đầu vào của các bạn tính được là bao nhiêu các bạn? Là bao nhiêu các bạn? Các bạn đi mua ô tô là 2 tỷ về, như vậy thì thuế giá trị gia tăng các bạn là 10%. Thì lúc này thuế đầu vào của các bạn là bao nhiêu ạ? Thuế đầu vào mà các bạn phải trả, như vậy thì lúc mà đi trả xe này này các bạn phải trả là 2 tỷ này. 2 tỷ tiền xe tôi đang giả sử như vậy thôi. Và các bạn phải trả thuế 10% của nó là bao nhiêu ạ? Là 200 triệu, đúng không? Như vậy thì các bạn sẽ phải thanh toán tổng là 2 tỷ 200 triệu. Nhưng mà sao ạ? À, sau này các bạn đi như vậy thuế đầu vào của các bạn ở đây là 200 triệu các bạn ha. Là 200 triệu ạ. Sau này thì khi mà các bạn đi khấu trừ ấy, tôi đang giả sử như là thuế đầu ra đi. Doanh nghiệp này bán hàng hóa này. Rồi tất cả các thứ là thuế đầu ra của họ là khoảng 600 triệu. 600 triệu đi. Tôi đang lấy ví dụ thôi. Tôi lấy là 1 tỷ đi. Tôi lấy 1 tỷ đi ha, tại vì ở đây thuế nó đã đang cao quá rồi. Tôi lấy là 1 tỷ thì lúc này thuế phải nộp của các bạn ấy, thuế phải nộp của các bạn sẽ bằng là đầu ra trừ đi đầu vào. Và đầu vào của các bạn trong đó nó sẽ bao gồm gì ạ? Tôi đang giả sử là những cái thuế khác này, những cái thuế giá trị gia tăng đầu vào khác nhưng mà cộng với cả cái đầu vào của thuế tài sản cố định này nữa, bởi vì nó sẽ được khấu trừ toàn bộ luôn. Nhưng mà ở đây người ta cho là gì ạ? Cái phần mà vượt trên 1,6 tỷ đồng này các bạn sẽ không được khấu trừ. Như vậy trong trường hợp này các bạn chỉ được khấu trừ là bao nhiêu thôi ạ?
Bao nhiêu ạ? Bạn nào biết ạ? Các bạn sẽ được khấu trừ là bao nhiêu thôi ạ? Nếu như các bạn được khấu trừ cái thuế đầu vào đối với cái tài sản cố định là ô tô trong trường hợp mà mua với giá 2 tỷ thì các bạn được khấu trừ bao nhiêu ạ? Bạn nào biết ạ? Các bạn được khấu trừ là bao nhiêu ạ? Rồi trong trường hợp này chúng ta sẽ được khấu trừ bao nhiêu ha? Tức là cô nhắc lại là gì ạ? Người ta nói rằng là đối với những cái tài sản cố định ý, các bạn hình dung ra là một doanh nghiệp mà họ sản xuất, kinh doanh sản xuất sản phẩm thì không phải là họ chỉ mua nguyên vật liệu đâu, họ sẽ có dịch vụ cũng chịu thuế này, rồi tài sản cố định này, công cụ dụng cụ này, rất là nhiều những cái ý, mà chúng ta phải chịu thuế, nhưng mà được sẽ được khấu trừ toàn bộ nếu như phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh là được. Và tôi đang giả sử trong trường hợp này thì người ta nói rằng là nếu như doanh nghiệp đó có mua tài sản cố định là ô tô thì người ta sang nói sao ạ? Cái giá trị mà vượt trên 1,6 tỷ đồng thì cái số thuế giá trị gia tăng đầu vào này vượt trên 1,6 tỷ này sẽ không được khấu trừ ạ. Như vậy thì trong trường hợp này ô tô của tôi mua là 2 tỷ, thuế của tôi đầu vào của tôi là 200 triệu thì được khấu trừ trong trường hợp này tôi sẽ được khấu trừ là tối đa là bao nhiêu thưa cả lớp? 600 triệu. Sao lại 600 triệu? Là bao nhiêu ạ? 160 ạ. Đúng rồi, 160 thôi, bởi vì nó nói sao ạ? À, vượt trên 1,6 tỷ đồng như vậy thì maximum của chúng ta là chỉ là 1,6 tỷ đồng thôi. Như vậy tôi chỉ được khấu trừ là 160 triệu thôi cả lớp. Tôi chỉ được khấu trừ là 160 triệu thôi. Và cái 40 triệu còn lại đó, 40 triệu còn lại này nó sẽ có nhiều cái hình thức xử lý. Có thể nó sẽ được xem xét để đưa vào chi phí hợp lý khi đi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Và cũng có thể nó được đưa vào gì ạ? Nó sẽ được đưa vào trong cái phần là về nguyên giá của tài sản cố định. Thì tuy nó sẽ tùy vào từng cái hình thức mà doanh nghiệp người ta sẽ sử dụng các bạn ha. Tuy nhiên để các bạn hiểu được rằng là nếu như tôi không phải là kinh doanh trong lĩnh vực là về vận chuyển, bởi vì nếu mà kinh doanh vận chuyển thì ô tô là cái tài sản chính của tôi rồi, hoặc là hành khách, hoặc kinh doanh du lịch khách sạn, mà tôi chỉ là một cái doanh nghiệp kinh doanh bình thường mà tôi có mua tài sản cố định là ô tô thì tôi chỉ được khấu trừ thuế tối đa với cái ngưỡng là 1,6 tỷ đồng thôi các bạn ha. Rồi đó là cái phần lưu ý ạ. Rồi thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ gì ạ? Đây là cái điều kiện được khấu trừ đấy các bạn. À, điều kiện để được khấu trừ tức là gì? Không phải là lúc nào tôi cũng sẽ được khấu trừ hết đầu vào đâu. Trong trường hợp nếu như là gì ha? Trong trường hợp nếu như mà tôi khấu trừ gì ạ? Tôi không đảm bảo những cái điều kiện sau đây thì tôi sẽ không được khấu trừ ạ. Thứ nhất tôi phải đảm bảo điều kiện là gì ạ? Điều kiện thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ đó là phải có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt. Không sử dụng tiền mặt ở đây thì các bạn hiểu là gì ạ? Tức là đối với những cái hóa đơn từng lần, đối với những hóa đơn từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên ấy, thì tôi bắt buộc phải không được thanh toán bằng tiền mặt. Các bạn hình dung không ạ? Nếu như mà các bạn có một cái hóa đơn, các bạn đi mua hàng, các bạn có một hóa đơn, các bạn đi mua hàng là 100 triệu đây ha. Thuế của các bạn là 10 triệu, các bạn trả 110 triệu này bằng tiền mặt. Bằng tiền mặt thì đương nhiên cái anh 10 triệu này sẽ không được khấu trừ. Các bạn hiểu không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ là gì ạ? Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 người ta quy định là những hàng hóa, dịch vụ mà mua vào từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên đã bao gồm thuế. Tức là như thế này, ví dụ như là 19 triệu tiền hàng, 1 triệu 900 ngàn tiền thuế. Tôi có là 20 gì ạ? Tôi sẽ có là 20 triệu 900. Như vậy là bao 20 triệu 900 này nó đã bao gồm cả thuế rồi. Nó lớn hơn 20 triệu thì tôi bắt buộc là tôi phải gì ạ? Tôi sẽ phải thanh toán không sử dụng tiền mặt các bạn nhé. Và thứ hai là gì? Có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Đó là gì ạ? À, doanh nghiệp mà chúng ta đang tìm hiểu thêm, chúng ta đang tìm hiểu đây là phương pháp khấu trừ. Doanh nghiệp mà kê khai theo phương pháp khấu trừ thì họ sẽ sử dụng gì? Hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ nộp thuế
tại khâu nhập khẩu. Tại khâu nhập khẩu thì nó sẽ không có hóa đơn, mà nó sẽ tại cái chứng, nó có cái bộ chứng từ nộp thuế tại những cái tờ khai ấy. Rồi, hay là chứng từ nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài. Rồi, hóa đơn, tem, vé thẻ, đây là những cái chứng từ thanh toán. Tôi phải có minh chứng, tôi phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ này hợp pháp thì tôi mới được khấu trừ. Nếu như cơ thuế kiểm tra một hóa đơn của các bạn có đó, các bạn có hóa đơn đó, nhưng trong hóa đơn này các bạn tẩy xóa rồi các bạn bị sai thông tin, các bạn cộng sai tiền hàng, các bạn cộng sai tiền thuế thì nó sẽ loại các bạn ra khỏi cái thuế đầu vào được khấu trừ. Các bạn lưu ý cho cô như vậy ha. Như vậy thì điều kiện để được khấu trừ, thứ nhất có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Và đối với doanh nghiệp theo phương pháp khấu trừ thì sẽ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng. Và thứ hai là gì ạ? Có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt ạ. Thì đó là cái điều kiện mà để doanh nghiệp được khấu trừ. Thì các bạn nhìn lên đây ạ. Đây là cô đưa cho các bạn xem về hai cái mẫu hóa đơn ạ. Các bạn học chia sẻ màn hình như thế này thì các bạn lại nhìn thấy nó rõ hơn là trên lớp ha. Trên lớp thì máy chiếu nó hơi bị... trên lớp máy chiếu của chúng ta nó hơi... nó hơi im mờ nên chúng ta không thấy rõ. Rồi các bạn nhìn lên đây ạ. Chúng ta đang có gì ạ? Rồi, chúng ta đang có hóa đơn giá trị gia tăng. Thì hóa đơn giá trị gia tăng này, bình thường các bạn hay gọi là hóa đơn gì các bạn? Bình thường mà mọi người cứ hay gọi là hóa đơn gì ha? Hóa đơn đỏ. Đúng rồi, các bạn hay gọi là hóa đơn đỏ. Nhưng mà thực ra nha, hóa đơn đỏ á, các bạn phải hiểu là hóa đơn đỏ là nó hai thằng này này, nó đều có màu đỏ, nó đều được gọi là hóa đơn đỏ nha. Hai cái thằng này nó đều gọi là hóa đơn đỏ, chứ không phải là hóa đơn đỏ là của anh này không thôi. Nhưng mà trong hóa đơn đỏ này thì nó được phân ra là gì? Hóa đơn giá trị gia tăng được doanh nghiệp theo phương pháp khấu trừ. Phương pháp khấu trừ sẽ sử dụng cái hóa đơn này. Và đây là doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp. Các bạn nhìn lên đây, các bạn thấy sự khác biệt rất là rõ ha. Đương nhiên thì ngoài những thông tin rồi, hóa đơn giá trị gia tăng này, ngày tháng năm này, mẫu số này, đây là những cái mẫu số ký hiệu này, 003 này, số bao nhiêu này. Rồi, đây là logo của đơn vị, đơn hàng là, ví dụ như đây là đơn vị bán hàng là công ty dịch vụ tư vấn Phương Nam chẳng hạn. Rồi mã số thuế, địa chỉ, những cái thông tin này là thông tin người ta bắt buộc ha. Rồi tên của thông tin mua hàng. Thì các bạn nhìn đến đây, hóa đơn giá trị gia tăng thì nó sẽ có tên hàng hóa, đơn vị tính, số lượng và đơn giá thành tiền. Nhưng mà cuối dòng nó lại có thêm gì ạ? Cộng tiền hàng. Ví dụ như ở đây là tôi cộng tiền hàng là 100. Mà lúc này tôi lại có gì ạ? Hàng hóa này của tôi đang chịu thuế suất là 10%. Đó, là 10%. Thì tôi lại có tiền thuế là 10 nữa. Và lúc này tôi sẽ có tổng cộng tiền thanh toán là 110. Đây là hóa đơn giá trị gia tăng. Nó thể hiện rất là rõ. Và đương nhiên trên những hóa đơn này các bạn không được tẩy xóa, các bạn không được cộng sai. Thậm chí các bạn gạch xóa là cơ quan thuế cũng sẽ không chấp nhận, bởi vì thuế rất là kỹ trong cái hóa đơn chứng từ. Ngược lại, anh hóa đơn bán hàng là gì ạ? Anh cũng có, đây, anh hóa đơn bán hàng này, anh cũng có các thông tin này tôi không nói ha. Đương nhiên thì nó sẽ khác nhau về cái ký hiệu rồi. Hóa đơn thì thường có 3 liên các bạn nhé. Liên lưu, một liên cho lưu trữ để kế toán, một liên sử dụng nội bộ, một liên chúng ta sẽ đưa cho khách hàng. Rồi chúng ta sẽ coi ngoài họ, những cái thông tin này thì tôi không nói. Rồi trên cái hóa đơn bán hàng này nó chỉ thể hiện gì thôi ạ? Tên hàng này, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền. Như vậy là nó chỉ có tổng cộng thành tiền luôn thôi các bạn ha. Còn ở đây thì nó tách biệt riêng là gì ạ? Tiền hàng và tiền thuế và tổng cộng thanh toán. Nhưng anh này nó chỉ có một dòng là thôi ạ. Cộng tiền bán hàng hóa dịch vụ. Như vậy là các bạn thấy được cái sự khác nhau giữa hai cái hóa đơn này rồi ha. Điều kiện để được khấu trừ theo phương pháp khấu trừ đó là áp dụng hóa đơn giá trị gia tăng. Còn đối với anh theo phương pháp này thì anh sẽ áp dụng là hóa đơn bán hàng. Nên từ nay các bạn đã có thể phân biệt được rằng là hóa đơn đỏ, tức là nó gồm
hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng. Anh này thì được sử dụng cho cái những cái đơn vị mà kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Còn anh hóa đơn bán hàng này thì được sử dụng cho những cái doanh nghiệp mà kê khai nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng, thường thì những cái hộ cá nhân kinh doanh thì hoặc là những cái đơn vị mà có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ các bạn ha, dưới 1 tỷ ấy, thì họ sẽ kê khai nộp thuế theo cái này, họ sử dụng hóa đơn bán hàng. Và tôi đang giả sử như thế này, tôi là đơn vị theo phương pháp khấu trừ, tôi mua một cái mặt hàng về, tôi mang hóa đơn bán hàng này về thì nó không có hợp lệ thì tôi sẽ không được khấu trừ các bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ làm một ví dụ này, phương pháp này thì bữa sau chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ làm một cái bài tập ạ. Rồi, các bạn làm cho cô bài tập số 9 ạ. Các bạn làm bài tập số 9 nhé. Đối với môn thuế thì cô lưu ý cho các bạn đó là gì ạ? Đối với môn thuế này đi thi cũng vậy nhá. Phải đặc biệt lưu ý đó là các em phải gì ạ? Các em phải đọc thật kỹ cái thông tin, đọc lướt qua một cái đề, sau đó đọc yêu cầu và phải đọc cái thông tin bổ sung, những cái chỗ biết rằng hoặc là tài liệu bổ sung này này, nó có rất nhiều những cái thông tin quan trọng ạ. Rồi các bạn làm bài tập này đi ạ. Các bạn có in slide bài giảng ra không vậy các bạn? Cô đang hỏi làm sao để in cái gì, cô dặn trước rồi. Cô gửi tài liệu thì trước khi học môn này các bạn phải đi in chứ. Các bạn phải đi in ra thành một cái giáo trình như các bạn học á. Thì trong quá trình học các bạn với, trong quá trình học thì các bạn với có thể viết lại những cái phần mà cô giảng nó dễ hơn. Không có file cái gì, không có file gửi trên Edmodo, sao lại không có file ạ? Cô gửi cho các bạn từ trước khi môn học này bắt đầu từ rất lâu rồi.
À, tức là có nhiều bạn điểm danh xong là cũng đi ra đúng không? Thực ra thì cô cũng không kiểm soát việc điểm danh của các bạn là gì cả. Các bạn học được thì cho các bạn đi thi được thôi. Chúng ta luôn luôn có một cái sự đầu tư để mà đạt được cái kết quả gì đó. Chứ các bạn học chống đối cô thì nó cũng không giải quyết được cái gì ạ. Chứ thực ra các bạn học càng ít thì cái đường truyền nó cũng càng ổn hơn cho những bạn khác. Nên cũng không hy vọng rằng là các bạn học với cái tâm lý là chống đối nha. Rồi, các bạn làm bài tập này đi ạ. Như vậy thì doanh nghiệp XYZ trong kỳ này có số liệu phát sinh như sau: nhập khẩu 700 tấn nguyên liệu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, có tổng giá trị theo giá FOB là 5 triệu đồng trên một tấn, chi phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 2%. Như vậy thì các bạn phải lưu ý cho cô ở cái ví dụ này ha. Thế ra cô phải cho các bạn làm một cái bài dễ hơn cái bài tập này. Như vậy thì các bạn sẽ có là các bạn nhập khẩu, các bạn lưu ý ha, nhập khẩu ở đây chúng ta là có giá gì ạ? Người ta cho các bạn là giá gì các bạn? Là giá FOB, mà chúng như vậy thì các bạn phải tính cái gì ạ? Các bạn phải tính cái gì ạ? Yes, Đúng rồi, các bạn phải tính cái giá nhập khẩu ấy, các bạn phải tính cái giá nhập khẩu các bạn ha. Và chúng ta đã có một cái mối quan hệ rồi, là chúng ta có ship thì bằng FOB cộng với Y cộng với F, thì các bạn sẽ tính ra cái này. Sau khi cứ nhập khẩu, và nhập khẩu ở đây là nguyên liệu X này, các bạn xem là nguyên liệu X thì là chịu thuế nhập khẩu 20% này. Rồi, như vậy thì tại thuế nhập khẩu, tại khâu nhập khẩu này các bạn sẽ phải tính nghiệp vụ 1 này, các bạn sẽ phải tính thuế nhập khẩu này, thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu này các bạn ha. Rồi, nhập khẩu 4.000 lít rượu 42 độ dùng để sản xuất với giá là như thế này, chưa bao gồm 150 chi phí vận tải và bảo hiểm quốc tế, với giá dùng vào sản xuất với giá 20.000 đồng một lít, chưa bao gồm một đây cũng là chi phí vận tải và bảo hiểm quốc tế. Như vậy các bạn cũng nhập khẩu, và cái giá ở đây người ta nói chưa bao gồm thì cũng giống như câu trên thôi các bạn ha. Các bạn cũng phải tính thuế nhập khẩu này, nhưng mà trường hợp này là chịu thuế tiêu thụ đặc biệt này, và các bạn sẽ tính thuế giá trị gia tăng này, giá trị gia tăng ha. Rồi, các bạn mua 9 tỷ vật liệu y trong nước dùng để chế biến thực phẩm, giá chưa có thuế giá trị gia tăng. Như vậy mua 9 tỷ vật liệu y trong nước dùng để chế biến thực phẩm, giá chưa có thuế giá trị gia tăng. Rồi sau đó doanh nghiệp là XYZ đưa 80% nguyên liệu X và 50% rượu 42 độ vào toàn bộ nguyên vật liệu Y này để sản xuất tạo ra 1 triệu chai rượu dưới 20 độ. Doanh nghiệp đã tiêu thụ trong nước. Như vậy thì tiêu thụ trong nước là gì ạ? À, như vậy thì doanh nghiệp tiêu thụ trong nước 700 chai này này. Đó, thì 700 chai rượu tiêu thụ này các bạn phải tính thuế gì ạ? Tiêu thụ đặc biệt này, thuế giá trị gia tăng đầu ra, và sau đó các bạn tổng hợp hết đầu vào này lại. Và cái nguyên tắc khấu trừ là các bạn sẽ được khấu trừ toàn bộ nhé. Nếu như là rượu mà chịu thuế giá trị gia tăng thì các bạn sẽ được khấu trừ toàn bộ luôn, không quan tâm là tôi mua bao nhiêu tấn, nhưng mà tôi sẽ được khấu trừ hết luôn, không phân biệt là đã còn trong kho hay không ạ. Bài này khá là khó, lẽ ra phải cho một bài đầu tiên nó dễ hơn để các bạn hình dung ha. Bài này thì nó hơi phức tạp vì các bạn nó có nhiều quá. Các bạn hình dung là nguyên chúng ta mua rượu 42 độ về để chúng ta sản xuất thành rượu dưới 20 độ, như vậy thì chúng ta sẽ phải khấu trừ cả thuế tiêu thụ đặc biệt nữa ạ. Rồi các bạn làm từng nghiệp vụ một đi ạ. Bạn nào chịu cũng được nhé.
Nhập vụ số 1, Nhật Khanh tính sao? Dạ, đầu tiên là con tìm giá phốt. Đầu tiên tìm giá ship là lấy giá phốt là 5 triệu cộng với 5 nhân với 2%. Rồi để làm thử bài của Nhật Khanh ha. Các bạn lưu ý cái đề bài nhé, để bây giờ cô sẽ chuyển sang cái nghiệp vụ 1 của Nhật Khanh này. Rồi, Nhật Khanh là nghiệp vụ số 1 này. Nhưng mà Ngọc Anh, Nhật Khanh sẽ tính là giá tính thuế xuất khẩu đúng không? Dạ. Giá tính thuế xuất khẩu ạ. À, tính thuế nhập khẩu chứ cô xin lỗi, bằng bao nhiêu ạ? Dạ, là 5 triệu cộng với 5 triệu nhân. 5 triệu cộng với 5 triệu nhân với 2% đúng không? Dạ. Là bằng 5,1 triệu. Các bạn lưu ý là đơn vị ở đây là triệu đồng nha. Tại vì bài này số hơi lớn. Rồi sau đó Nhật Khanh sẽ phải tính đầu tiên là tính gì ạ? Dạ, thuế nhập khẩu. À, thuế nhập khẩu bằng gì ạ? Dạ, bằng 700 nhân với số 5... lượng. Nhân với 5,1. Nhân với 20%. 20% ạ. Rồi ra thuế suất là bằng bao nhiêu? Dạ, 714. 714 triệu đồng. Rồi sau đó thì thuế giá trị gia tăng đầu vào, thuế giá trị gia tăng ăn đầu vào đi ha. Thực ra đây là đầu vào tại khâu nhập khẩu cơ. Các bạn phải ghi là tại khâu nhập khẩu ạ. Rồi bằng bao nhiêu ạ? Dạ. 7 con lấy 714 cộng với lấy 700 nhân với 5,1 là giá tính thuế xuất khẩu đúng không? Nhập khẩu đúng không? Dạ. Cộng với gì ạ? 714. Rồi, thuế xuất của nó là bao nhiêu? Dạ 10%. Rồi bằng bao nhiêu ạ? Cô chờ con xíu, con tính bị sai. Dạ ra 428,4 triệu. Rồi, đây là trường hợp đầu tiên nghiệp vụ số 1. Còn gì phải tính không ạ? Nghiệp vụ số 1 là xong rồi ha? Dạ. Rồi, các bạn tính tương tự như vậy, các bạn tính cho nghiệp vụ số 2 đi ạ. Các bạn ghi lại cái kết quả này nhé. Vậy cô quên mất là bây giờ cô thoát ra một cái thì là nó mất lại á. Nó mất định nghe đâu. Các bạn ghi lại cái nhiệm vụ số 1 đi, đừng có đợi đến viết hết ạ. Nghiệp vụ thứ hai là chúng ta mua rượu bao nhiêu độ đó cả lớp? Bao nhiêu độ ạ? Rồi các bạn ghi xong chưa ạ? Cô quay lại, cô đã có cái đề nhá. Để lát cô lại làm nhiệm vụ số 2 riêng. Rồi, nghiệp vụ số 2, nhập khẩu 40.000 lít. Các bạn có 5 phút để các bạn làm tiếp nhiệm vụ số 2 ạ. Các bạn nhớ là chưa bao gồm 150 chi phí vận tải và bảo hiểm quốc tế này là nó sử dụng cho 40.000 lít. Thì các bạn có thể tính ra xem là 1 lít như vậy thì cái chi phí này nó sẽ là bao nhiêu. Hoặc là các bạn cộng luôn vào. Ha? Các bạn có quyền cộng luôn vào. Cô nghĩ tốt nhất là các bạn sẽ lấy 150 triệu các bạn chia cho 40.000 lít ạ. Thì nó sẽ ra là một cái Y và F của 1 lít rượu đó. Sau đó các bạn tính ra được cái giá. Rồi các bạn sẽ nhân với số lượng lên ạ. Trường hợp thứ hai là thuế nhập khẩu của nguyên liệu X
Bạn đọc lại kỹ cái đề ha. Như vậy thì cái vật liệu y này là mua trong nước mà. Vật liệu y này là của các bạn là mua vật liệu y trong nước nha. Nên các bạn bỏ cái dòng vật liệu y là 15% đi. Như vậy thuế nhập khẩu của nguyên liệu X là 20% này, của rượu là 65%. Cái bài này số nó hơi lớn nên nếu mà các bạn không có viết tắt hay sao thì bạn viết rồi thì cô cũng tạm thời chấp nhận cái ví dụ này ha. Rồi ai xong được thuế nhập khẩu của nghiệp vụ năm 1 ạ? Rồi bạn nào làm nhiệm vụ số 2 ạ? Dạ em làm thuế nhập khẩu nghiệp vụ 2 ạ. Ừ, mới thuế nhập khẩu thôi hả? Thôi cũng được, không sao. Bạn nhìn vào cho kỹ nhá. Chứ tại vì mỗi lần mà cô qua cái đáp án là nó không có được. Dạ rồi. Thưa cô, là đầu tiên em tính chi phí vận tải. Bạn đang nói có phải là bạn Nga không? Dạ đúng ạ. Bạn Nga đúng không? Dạ. Đó, cô nhớ giọng các bạn rất là giỏi. Rồi, chúng ta có nghiệp vụ 2. Rồi.
Dạ thưa cô là đầu thôi tiên. Khỏi đi Nga, tính luôn là giá tính thuế nhập khẩu đi ha, phân tính như Nhật Khanh nhé, giá tính thuế dạ, nhập tính khẩu thuế đúng nhập không? khẩu giá tính thuế đã. Dạ giá rồi, tính chúng thuế ta có là 1 lít là bao nhiêu ạ? Dạ 3.750 ạ. À, rồi cô, các bạn sẽ có là giá tính thuế. Đây, từ từ đã. Ê, lại như thế này để sửa cho các bạn nào. Cô hiểu ý bạn Nga rồi. Bạn Nga sẽ đang, cả lớp hiểu là bạn Nga sẽ đang đi tính giá cho 1 lít ha. Giá nhập khẩu của 1 lít, nhập khẩu của 1 lít đi. Bạn Nga làm cụ thể như vậy cho 1 lít rượu. Rồi, là bạn Nga sẽ là bằng gì ạ? 20 nghe ngàn đúng không? Bạn Nga sẽ cộng cho gì ạ? Dạ, 150. 150 triệu. Chia cho 40. Chia cho 40 ngàn. Dạ. Rồi. Dạ, sẽ bằng 23.750 ạ. 23.750 đồng trên lít. Rồi, sau đó bạn Nga sẽ đi tính thuế gì ạ? Thuế nhập khẩu ạ. Thuế nhập khẩu ha. Rồi. Dạ, là 40.000. Bài này thì tạm thời cô cho các bạn là không thống nhất cái đơn vị ha. Tại vì do bên trên chúng ta lỡ viết tắt rồi. Nãy bài Nhật Khanh cô lỡ viết tắt. 40.000 bạn sẽ nhân với giá là bao nhiêu? 23.750. Được. Nhân cho 65% nữa. Nhân với 65% ạ. Rồi có vậy ra 617 không? Dạ đúng ạ. 617 gì nữa? 500... 617 triệu hay là 617 triệu 500? 617 triệu 500 ngàn. Rồi. Tiếp theo Nga tính luôn thuế gì ạ? Thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế tiêu thụ đặc biệt tính được chưa? Dạ là bà 6. Chứ sao không tính? Rượu này chịu thuế tiêu thụ đặc biệt mà. Dạ. Bằng gì ạ? Dạ, bằng giá tính bằng thuế. Bằng giá tính thuế. Nhập khẩu. Nhập khẩu là nhân 23.750 rồi cộng với gì nữa ạ? Dạ cộng với thuế nhập khẩu là 600. Cộng với gì ạ? Đúng rồi. Rồi nhân với thuế suất là bao nhiêu, nhìn thuế suất cho kỹ nha. Dạ là 65% ạ. Có đúng là 65% không? Dạ, 42. Thuế suất tiêu thụ đặc biệt của rượu 42 độ và rượu dưới 10 độ. 42 độ là 65 hả? Dạ. Rồi, 65% rồi bạn Nga tính cái này ra cho cô đi. Tính cho đúng nha. Dạ là bằng 659 triệu 587.500 ạ. Đúng chưa? Kiểm tra lại coi. Dạ, đúng ạ. Sao nữa? Là bao nhiêu? Em bấm sai rồi ạ. Em chưa nhân 65% đúng không? Vâng ạ. Mai phải trên tiền tỷ rồi. Dạ là bằng 1.018.800. 018 triệu 875 ngàn. Cái lớp này chuyên gia cứ đọc. Mai mốt đi thi là lại cho số đến 13 không? Có rất nhiều bạn đi thi lại viết là bằng 1,2 nhân 10 mũ 13. Rồi, để dạ. Như vậy thì Nga tính luôn thuế giá trị gia tăng đi ha. Là bằng thuế nhập khẩu. Thuế giá trị gia tăng ạ. Đặc biệt. Bằng với... Rồi bằng gì? Ha? Giá tính thuế nhập khẩu là 40.000 nhân với 23.750 cộng với gì ạ? Thuế nhập cộng với 617 500 ngàn. Rồi cộng số này lớn quá, 1.018.875.000. Rồi cộng đi từ các bạn nhân với thuế 10% ha.
Dạ là bằng 258. Để cô trước. Bằng 258 triệu, cả lớp kiểm tra đi ha. Diễm Quỳnh ơi, Diễm Quỳnh có đang làm không ạ? Có. 637 triệu. 500 nghìn. Diễm Quỳnh có đang làm không ạ? Dạ có cô ơi. Diễm Quỳnh ra bao nhiêu? Dạ em đang... Nghiệp vụ số 2 Diễm Quỳnh có ra như bạn Nga không ạ? Dạ em đang bấm. Rồi ai ra kết quả của bạn Nga ạ? Dạ em ra giống bạn Nhật Nga. Thanh có ra không? Dạ con ra giống bạn Nga cô. Rồi. Ok, vậy thì các bạn ghi vào ha, các bạn kiểm tra tính toán. Cô cảm ơn Nga nhiều nhé. Lát nữa thì chúng ta có 5 phút để những bạn nào mà nay phát biểu các bạn đọc tên nhé, thì cô đánh dấu cô á. Nghiệp vụ số 3 thì chúng ta mua trong nước nên chúng ta không... Chúng ta chỉ tính gì thôi cả lớp. Bạn nào làm nghiệp vụ số 3? Nghiệp vụ số 3 chúng ta mua trong nước thôi cả lớp nha. Như vậy nghiệp vụ số 3 thì chúng ta chỉ tính cái gì thôi ạ? Giá trị chúng gia ta tăng. Chỉ tính thuế giá trị gia tăng thôi. Rồi bạn nào làm câu này ạ? Sao có những bạn bây giờ vẫn điểm danh ạ? Rồi bạn nào làm nghiệp vụ số 3, sau đó cô sẽ hướng dẫn các bạn xác định phần thuế rồi các bạn sẽ về nhà bạn làm tiếp ha, nghiệp vụ số 3. Dạ, cô em làm ạ. Bạn nào đây? Dạ, Quảng Trị cơ 42. Bạn nào? Tên gì ạ? Ấy ạ. Ừ rồi, em làm đi. Như vậy thì nghiệp vụ số 3 này chúng ta chỉ mua trong nước thôi để các bạn có gì ạ? Dạ, thuế giá trị gia tăng là bằng 9 tỷ nhân với 10%. 9 tỷ. Đúng rồi, bài này thì đã quá đơn giản ha. Nhân với 10% là bằng 900 triệu đúng không? Yeah. Rồi bằng 900 triệu. Như vậy thì chúng ta đã xong hoàn toàn ba cái nghiệp vụ này, đó là nghiệp vụ về gì ạ? Chúng ta đã xong hoàn toàn là về đầu vào rồi. Thì lúc này các bạn sẽ tính cho cô là thuế giá trị, tổng thuế giá trị gia tăng đầu vào ha. Như là cô hướng dẫn các bạn ha. Như vậy thì các bạn sẽ tính là gì ạ? Thuế giá trị gia tổng thuế giá trị gia tăng ạ. Tổng thuế giá trị gia tăng đầu vào. Thuế giá trị gia tăng đầu vào ạ, được khấu trừ. À, cả lớp lưu ý là thuế giá trị gia tăng nó sẽ được khấu trừ toàn bộ nhé. Nó không phân biệt là đã xuất dùng hay chưa. Đầu vào được khấu trừ, các bạn sẽ tính cho cô ạ. Như vậy thì trong trường hợp này người ta nói là người ta chỉ có đưa 80% nguyên liệu X vào thôi. Nhưng mà X này nó được sử dụng nên nó vẫn được khấu trừ hết ạ. Dù có đưa 80% thì chúng ta vẫn được khấu trừ toàn bộ các bạn ha. Rồi 50% vào sản xuất để tạo ra 1.000 chai rượu 20 độ.
doanh nghiệp tiêu thụ trong nước. Doanh nghiệp thì tiêu thụ trong nước được 700 chai rượu. Như vậy thì sau đó các bạn sẽ tính thuế. Các bạn phải tính thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ đã ha. Rồi cô hướng dẫn thêm lại đến khâu mà về đầu ra của các bạn ấy. Đầu ra thì các bạn hình dung ra là gì ạ? Chúng ta chỉ có 50% rượu thôi. Như vậy là các bạn chỉ đưa có, như vậy là chúng ta mua về, chúng ta phải mua về là 40.000 lít rượu ạ. Chúng ta mua về 40.000 lít, nhưng mà chúng ta chỉ dùng bao nhiêu ạ? Bao nhiêu cả lớp? 50% là chúng ta dùng 20.000 lít này thôi. Và từ 20.000 lít này để các bạn sản xuất lên 1 triệu chai rượu. 1 triệu chai rượu. Và đây là sản xuất ha. Nhưng mà các bạn tiêu thụ bao nhiêu ạ? Các bạn tiêu thụ 700 thôi. Các bạn tiêu thụ 700.000. Các bạn chỉ tiêu thụ 700.000 chai thôi. Thì lúc này tiêu thụ 700.000 này các bạn sẽ phải tính thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Thuế tiêu thụ đặc biệt. Đầu ra đó. Đầu ra này. Các bạn sẽ tính thuế giá trị gia tăng đầu ra. Thuế giá trị gia tăng đầu ra. Đầu ra. Thì đầu ra sẽ bằng thuế giá trị gia tăng phải nộp thì bằng gì ạ? Thuế giá trị gia tăng phải nộp ạ. Thì nó sẽ bằng là đầu ra trừ đi đầu vào được khấu trừ các bạn ha. Được khấu trừ. Còn riêng thuế tiêu thụ đặc biệt thì các bạn phải tính. Tôi mua 40.000 lít này. Thuế của tôi là 1.018.000.000. 875.000. Nhưng mà đây là tôi mua 4.000. 4.000 này tôi để dùng có 20.000 lít thôi. Mà tôi sản xuất ra 1 triệu. Nhưng vậy các bạn phải tính cho tôi là cái thuế đầu vào được khấu trừ tương ứng với bao nhiêu thôi ạ? Tương ứng với 700 thôi các bạn nhé. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt thì các bạn phải tính tương ứng với nó là bao nhiêu. Sau đó các bạn cũng phải là thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Phải nộp thì các bạn sẽ bằng là thuế đầu ra của cái thằng 400 này này. Các bạn sẽ trừ đi cái số tương ứng với 700 các bạn ha. Thuế tiêu thụ đặc biệt tương ứng với 700 ạ. Đặc biệt đầu vào. Đầu vào tương ứng với 700.000 chai các bạn nhé. Thì đó là cái phần này. Về nhà các bạn sẽ làm tiếp và buổi sau thì cô sẽ gọi các bạn lên giải luôn. Tại vì bây giờ các bạn chắc cũng nghỉ được rồi ha. Trước khi thì nghỉ buổi học thì cô sẽ thông báo với các bạn đó là tuần này thì chúng ta, hôm nay là buổi cuối của tuần này ha. Tuần sau thì chúng ta vẫn học là thứ tư và thứ sáu. Như vậy là ngày 15, 17 và đồng thời thì cô xin bù với lớp vào một buổi là chiều ngày 18 tháng 4 các bạn nha. Thì sau cái tuần sau thì các bạn sẽ có một bài kiểm tra nữa. Rồi hôm nay những cái bạn nào mà phát biểu ạ? Còn những bạn nào mà hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ. Rồi những cái bạn nào mà phát